restarted. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Cảm ơn video. Vâng, xin kính chào tất cả ban lãnh đạo của công ty THTG. Xin kính chào các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các quý vị khách mời, các bạn học viên yêu quý. Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời. Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc để khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng, cũng như là lấy một tinh thần hết sức là vui vẻ để chúng ta bắt đầu một ngày mới. Vâng, lời đầu tiên thì cho phép em xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân. Họ và tên đầy đủ của em là Chu Thanh Tuyền. Hôm nay em rất vinh dự được ban lãnh đạo của công ty THTG kết hợp với Viện Đào tạo Bách Khoa lựa chọn là MC kết nối dẫn chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, lời đầu tiên thay mặt cho ban lãnh đạo, em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể chúng ta, những người đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Chúc cho chúng ta có một buổi Zoom thật thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, và MC rất mong muốn là chúng ta hãy chào nhau, tương tác trên mục chat để bằng con số 2 để chúng ta có thể chào nhau và chúc cho nhau có một nguồn năng lượng dồi dào vào buổi sáng. Vâng, xin cảm ơn tất cả các thành viên trong Zoom. Vâng, và MC thấy rằng là con số 2 đã rất nhiều rồi, đã comment được rất nhiều trên mục khung chat rồi. Và rất vui bởi vì chúng ta khi chúng ta tương tác với nhau, chúng ta đang chứng tỏ là chúng ta đang hỗ trợ nhau và đang nạp năng lượng cho nhau và giúp cho nhau có một buổi Zoom thật bùng nổ và thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, thưa tất cả các thành viên đang có mặt trong buổi Zoom, nhận thấy trong thời gian gần đây, nhận thấy cái xu hướng mà lựa chọn trường và ngành đang gặp rất nhiều khó khăn cho các bậc phụ huynh và các học sinh sinh viên. Chính vì thế mà ban lãnh đạo công ty THTG kết hợp với Viện Đào tạo Bách Khoa thực hiện chương trình Con đường du học Đức. Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa và sâu sắc, được ban lãnh đạo hết sức quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc để có những hỗ trợ cũng như là những định hướng giúp cho các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên có một cái nhìn tổng quát về cách mà chọn định hướng, chọn trường, chọn nghề cho con em mình. Và đặc biệt đối với những phụ huynh, học sinh, sinh viên đang quan tâm đến nhu cầu du học cho con em mình du học ở bên nước ngoài. Và cụ thể hơn, đó là chương trình du học Đức. Vâng, chính vì vậy mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, mong muốn chúng ta hãy tập trung 100% năng lượng cũng như là trí tuệ để chúng ta có thể tập trung vào chương trình, nhận được nhiều giá trị. Bởi vì trong buổi Zoom ngày hôm nay, không chỉ có ban lãnh đạo của công ty THTG, chúng tôi còn mời được những vị khách mời vô cùng đặc biệt sẽ chia sẻ một cách chân thực, cụ thể và cho tất cả quý vị hiểu rõ về cách chọn trường, chọn nghề cũng như là các bước làm sao để tốt nhất cho con em mình có một cái nhìn tổng quan về con đường đi du học Đức. Vâng, và bao nhiêu trong số các cô, chú, anh chị và các bạn trong các thành viên trong Zoom chúng ta đã sẵn sàng và tập trung 100% năng lượng thì chúng ta hãy comment con số 5 để chúng ta thể hiện rằng chúng ta đang hết sức nghiêm túc và tập trung 100% năng lượng. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta hãy comment lên mục chat bằng con số 5 để chúng ta có thể tương tác với nhau. Bởi vì năng lượng chính là ngân lượng, và khi chúng ta tương tác với nhau, chúng ta mới thể hiện rằng là mình đang tập trung 100% năng lượng vào buổi Zoom ạ. Vâng, xin cảm ơn các thành viên trong Zoom rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn ạ. Đã ra có rất nhiều con số 5 comment tương tác ở trên mục chat rồi. Và MC cảm thấy là rất vui và năng lượng của chúng ta đang ngày càng nóng lên rồi. Vâng, phòng Zoom của chúng ta cũng đang ngày càng nóng lên rồi. Vâng, xin cảm ơn những comment chia sẻ con số 5 và ủng hộ MC rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, và thưa quý anh chị và các bạn, để có một buổi Zoom thành công tốt đẹp thì có lẽ rằng là chúng ta cũng sẽ có một số các nguyên tắc xây dựng phòng Zoom. Thứ nhất là MC rất mong muốn là trong buổi Zoom ngày hôm nay, tất cả các thành viên đang ngồi trong Zoom chúng ta có thể là bật cam lên và chọn cho mình một cái chỗ ngồi, vị trí ngồi chứa được nhiều ánh sáng, lấy được nhiều ánh sáng
À, và hãy chuẩn bị cho mình một ly nước để chúng ta có thể là nạp năng lượng khi cần thiết. Thứ hai là chúng ta sẽ hạn chế trao đổi nói chuyện và vẽ lên khung hình chat trong khi các chuyên gia, các thầy giáo, cô giáo cũng như là các vị khách mời của chúng ta chia sẻ. Vâng, và chắc chắn rồi, buổi Zoom ngày hôm nay là một buổi Zoom vô cùng đặc biệt. Đó là tâm huyết sâu sắc của ban lãnh đạo THTG kết hợp với Viện Đào tạo Bách Khoa làm ra. Và trong buổi Zoom này, chúng tôi mời có rất nhiều các vị khách mời rất là rất là tâm huyết. Và chúng tôi mong muốn rằng chúng ta hãy tập trung 100% năng lượng cũng như là 1.000% năng lượng để chúng ta hãy chú ý vào những sự chia sẻ sâu sắc của những thầy giáo, cô giáo và các quý vị khách mời, những người mà luôn tâm huyết để trao đi những cái giá trị cho tất cả những thành viên trong Zoom ngày hôm nay. Vâng, và MC rất mong muốn là chúng ta hãy thể hiện comment bằng con số 10 là chúng ta đã nghiêm túc 100% và 1.000% năng lượng vào buổi Zoom ngày hôm nay để chúng ta chắc chắn rằng là chúng ta đã chuẩn bị cho mình hành trang cho mình để có thể là nạp được những cái giá trị và tiếp nhận được những cái bài học và giá trị của những diễn giả cũng như là các thầy giáo cô giáo chia sẻ trong buổi Zoom ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và không để quý vị và các bạn đợi lâu hơn nữa, ngày hôm nay chúng tôi đã mời được lên đây một người, một chuyên gia, một vị tiến sĩ. Anh là một trong những người đã coaching và đào tạo cho rất nhiều, thành công cho rất nhiều các chủ doanh nghiệp. Và anh là một người đã tạo ra hàng trăm khóa học, đã giúp cho rất nhiều các phụ huynh, học sinh, sinh viên đã có những cái định hướng sâu sắc về cách thức chọn trường, chọn ngành. Và anh cũng là một người cho đi vô thời hạn, là một người hết sức thân thiện và là một người hết sức tâm huyết trong công việc làm của mình. Vâng, và những cái buổi chia sẻ của anh thì luôn luôn là tràn đầy năng lượng và đã thu hút được rất nhiều các bậc phụ huynh, học sinh quan tâm. Vâng, và ngày hôm nay ban tổ chức và ban lãnh đạo của công ty THTG rất vinh dự được kết nối lên đây một người tiến sĩ rất nổi tiếng. Vâng, và nhắc đến chỉ cần nhắc đến thôi là tất cả mọi người có thể là rất quen thuộc với cái tên này. Vâng, và MC rất mong muốn là trước khi có sự xuất hiện của tiến sĩ, một người anh vô cùng nổi tiếng, thì chúng ta hãy dành cho anh một sự chào đón nồng nhiệt bằng con số 1 để thể hiện rằng chúng ta rất muốn là gặp gỡ cái con người tuyệt vời này. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị có mặt trong phòng Zoom đã tương tác với MC, và không để anh chị em cũng như là cô các thành viên trong Zoom đợi lâu hơn nữa. Vâng, em xin mời lên đây tiến sĩ Thái Lâm Toàn, một người anh vô cùng tuyệt vời. Xin mời anh. Vâng, xin chào các bạn có khỏe không? Hôm nay là một ngày thứ bảy như thường lệ, thì Viện Đào tạo Bách Khoa kết hợp với THTG, chúng ta chia sẻ những cái buổi nói chuyện về hướng nghiệp cho con em mình, và chúng ta sẽ có được những cái giải pháp solution để chúng ta có thể có những cái lựa chọn đúng đắn cho nghề nghiệp chúng ta, cho con em chúng ta và con cháu mình, thậm chí cho con mình. Thì tôi chia sẻ các bạn màn hình, các bạn thấy không ạ? Chúng ta thấy cái màn hình chưa ạ? Rồi, nếu bạn Em thấy thấy rõ rồi anh ạ. thì chúng ta có thể comment là số 2 ạ. Ok. Rồi, chúng ta thấy màn hình rồi đúng không ạ? Rồi, các bạn thân mến, ngày hôm nay các bạn biết rồi đó, chúng ta lựa chọn học nghề là một việc rất là quan trọng cho con em mình, bằng cái sự kinh nghiệm của mình cũng như là bằng những cái chiêm nghiệm cuộc sống mà các bạn đã trải qua trong cuộc đời này, thì chúng có những cái tư vấn cho con em mình cũng như là lựa chọn học nghề. Tuy nhiên ngày hôm nay với cái chuyển đổi số và công nghệ thông tin phát triển bùng nổ trên Internet thì có quá nhiều thông tin, mà càng có nhiều thông tin thì cái lựa chọn nghề nghiệp của chúng ta cực kỳ khó hơn bao giờ hết. Và ngày hôm nay nó thuận lợi hơn ngày xưa là chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta chọn lựa nghề nghiệp, nhưng mà nó
ngày xưa chúng ta thấy rằng là ngày lựa chọn thì chúng ta rất là phải biết cách để chúng ta lựa chọn như thế nào và hiểu được những cái tâm tư nguyện vọng của các bạn, của các phụ huynh. Thì chúng tôi Viện Đào tạo Bách Khoa kết hợp với THTG, một công ty chuyên về du học, sẽ lột tả và phân tích cho các bạn từng bước. Thì phần đầu tiên thì thay mặt Viện Đào tạo Bách Khoa, tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái chuỗi chuyên đề về hướng nghiệp để bạn có được những cái công cụ hướng nghiệp và bạn chia sẻ cho con em mình. Thì với chủ đề ngày hôm nay đó là con đường du học nghề Đức, có nghĩa là chúng ta sẽ phân tích và chúng ta xem ở du học Đức có những cái gì đặc trưng và có điều kiện nào để chúng ta có thể thỏa mãn điều kiện đó hay không, và chúng ta lựa chọn một cách hiệu quả trong khi chúng ta phải lựa chọn là học nghề vào trường cao đẳng hoặc là chúng ta vào trường đại học để chúng ta lựa chọn một nghề nào đó. Hoặc là bạn có nhiều câu hỏi là chúng ta học ở Việt Nam hay là chúng ta học ở nước ngoài, nước ngoài thì nước nào phù hợp và tài chính ra sao, điều kiện con em mình học hành như thế nào, trình độ và năng lực của các em có đủ để được học hay không, và ngoại ngữ như thế nào, chọn ngôn ngữ nào khi chúng ta đi du học ở Đức, và chúng ta chọn nghề nào. Kế đó là chúng ta thấy là năng lực cũng như là cái khả năng của con em mình, cũng như là những cái kỹ năng nào chuẩn bị trang bị cho các em. Các bạn đã biết rồi, thất bại trong việc chuẩn bị là chuẩn bị cho việc thất bại. Cho nên là chúng ta phải dùng công tác hướng nghiệp này. Đây là một cái ý nghĩa rất là quan trọng cho các bạn. Các bạn biết là nước trên thế giới người ta định hướng nghề nghiệp cho con em chúng ta từ ngay khi chúng ta là ngay con em chúng ta ngồi trong mẫu giáo và lên cấp 1, và chúng ta quan sát con em mình có thiên hướng là gì. Thì hiểu được vấn đề đó thì tôi sẽ cố gắng lột tả hết những cái ý mà để các bạn tìm hiểu trong vòng 30 tới 40 phút ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chủ đề con đường du học nghề Đức này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn ba cái ý ngày hôm nay, đó là kiến thức cơ bản về hướng nghiệp. Và thứ bảy tuần sau, tôi sẽ chia sẻ bạn chi tiết về kiến thức cơ bản về hướng nghiệp để bạn có những kiến thức cơ bản nhất và thực tế nhất để các bạn có thể chọn nghề cho con em mình. Thứ hai là tôi chia sẻ bạn chín loại trí thông minh của con người. Và thứ ba là chia sẻ trải nghiệm cho các bạn. Đấy, đây là cái logo mà các bạn có thể dùng QR code Zalo để bạn có thể chúng ta gia nhập vào group. Tại vì ngày hôm nay là dùng có 30 phút cho tới 40 phút thì chúng ta không thể diễn tải hết tất cả những cái kiến thức, thì bạn có thể dùng Zalo, chúng ta quét mã QR code này ta vào group Zalo để chúng ta có thể có được thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúng tôi sẽ có chia sẻ những tài liệu để bạn tìm hiểu thêm. Đây là cái group Zalo của chúng ta, đó là cái đuôi là 832, giống như là các bạn đã thấy trên màn hình chat mà các bạn kỹ thuật đã hỗ trợ chúng ta. Rồi, mặc dù MC đã giới thiệu thì tôi chia sẻ cho các bạn, thì tôi là tiến sĩ Thái Lâm Toàn, là Viện trưởng Viện Đào tạo Bách Khoa. Tôi hoạt động trên ba lĩnh vực nha bạn, tóm gọn là ba lĩnh vực. Thứ nhất là tôi đào tạo và coaching cho CEO. Thứ hai là tôi là cũng là nhà đầu tư. Thì ngoài cái công việc đào tạo cho CEO và hướng nghiệp thì tôi thấy rằng là các bạn trẻ ngày hôm nay cần phải có những công tác hướng nghiệp. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi trao đi những cái buổi chia sẻ này để cho bạn có kiến thức về hướng nghiệp. Và bạn biết là hướng nghiệp chúng ta là cả một cái ngành khoa học để chúng ta nghiên cứu. Thì tôi sẽ chia sẻ cố gắng cô đọng nhất từng buổi trong vòng 30 tới 40 phút, các bạn sẽ tìm hiểu được vấn đề này. Thì kinh nghiệm thì tôi đã đào tạo trên 45 trung tâm giáo dục thường xuyên về công tác hướng nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường niên. Và các tỉnh thành phía Nam tôi cũng chia sẻ về công tác hướng nghiệp. Đây là một số hình ảnh để minh họa cho các bạn là tôi đã đi thực tiễn và từ lý luận cho đến thực tiễn về công tác hướng nghiệp của chúng ta. Và trong cái ngày hôm nay tôi chia sẻ bạn rất nhiều tài liệu tham khảo, tôi đã viết khoảng 15 quyển sách. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta tập trung vào quyển sách này, đó là định hướng nghề nghiệp, lựa chọn học nghề theo tiêu chuẩn đào tạo, thì sẽ lọc tả được ví dụ bạn chọn ngành nào thì có đặc điểm gì, điều kiện gì vân vân. Thì tương lai tới thì chúng tôi sẽ tặng cho bạn những cái quyển sách này để các bạn, nếu mà bạn tham gia trong cuộc hội thảo, chúng ta có những cái trao đổi cảm thấy hiệu quả và hữu ích cho cộng đồng chúng ta, thì Viện Đào tạo Bách Khoa kết hợp với THTG sẽ tặng bạn những quyển sách này để bạn có tài liệu chính thống để bạn nghiên cứu và có thể có được những giải pháp hướng nghiệp cho con em mình, con mình hoặc là cháu mình. Rồi, các bạn biết tôi sẽ nói chia sẻ bạn cái lý thuyết về hướng nghiệp. Thì lý thuyết hướng nghiệp này nó có 4 cái lý thuyết. Thứ nhất là đặc tính cá nhân hoặc là đặc điểm nghề. Nhóm lý thuyết thứ hai đó là lý thuyết về phát triển.
Nhóm thứ ba đó là lý thuyết học tập từ xã hội, và nhóm lý thuyết thứ tư đó là lý thuyết hiện đại nhất, gần đây nhất. Thì tụi chung bốn nhóm lý thuyết này đang bao trùm cái công tác hướng nghiệp của chúng ta. Ngày hôm nay thì tôi sẽ không đi sâu vào cái lý thuyết hướng nghiệp này, mà tôi sẽ chọn một cái phân khúc để cho bạn hiểu từng bước, rồi sau đó buổi sau thứ bảy tuần tới chúng tôi sẽ chia sẻ trực tiếp. Thì đây là một cái group Zalo nhắc lại để cho các bạn vào, để cho các bạn có cái nơi cơ sở để chúng ta tìm hiểu và chúng ta thảo luận trên cái group này. Rồi, đầu tiên về lý thuyết hướng nghiệp, và tôi nói sơ qua về nhóm lý thuyết đặc tính và đặc điểm nghề. Tôi lấy ví dụ như tôi đặc điểm của tôi thì nó sẽ giao thoa bởi ba cái vòng tròn. Thứ nhất là sở thích của tôi, đúng không ạ? Thí dụ như sở thích của tôi là thiên hướng muốn làm ca sĩ, đúng không ạ? Nhưng mà cái khả năng, ví dụ như là cái phát âm, âm điệu của tôi không có đáp ứng được nhu cầu đó, và những cái đặc điểm khác, ví dụ như là thành kiến của xã hội hoặc là những cái điều kiện của gia đình không thể nào có thể là đi theo nghề đó. Hoặc là bạn thấy là từng cái công việc đó đó, người ta sẽ thấy là đặc điểm mô tả công việc nó cũng giao thoa bởi ba vòng tròn, hoặc là văn hóa của cái nơi mà chúng ta chuẩn bị làm việc. Cho nên bạn thấy là nó có một cái xu hướng quá khứ. Chúng ta thấy là nè, ngày trước á thì bạn biết là cái ngành bưu chính viễn thông, tôi là kỹ sư bưu chính viễn thông công nghệ thông tin, thì chúng ta thấy một cái trend xu hướng là nếu mà người nào mà tốt nghiệp trường bưu chính viễn thông đại học Bách Khoa thì chúng ta thấy là xin việc rất dễ dàng, đúng không ạ? Tuy nhiên ngày hôm nay bạn thấy rồi, VNPT tách ra một mảng là bưu chính riêng, một mảng là viễn thông riêng, thì chúng ta thấy là do cái xu thế phát triển văn hóa của xã hội, văn hóa của đất nước, và chúng ta thấy là văn hóa bắt đầu là tới cái văn hóa của doanh nghiệp, văn hóa công ty, nó có sự chuyển biến so với tình hình kinh tế xã hội. Thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay ngành bưu chính viễn thông sẽ không còn hot nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là đây là ba cái vòng tròn giữa văn hóa, mô tả công việc và những cái đặc điểm khác do cái xu thế. Bây giờ ngày hôm nay là chuyển đổi số, thì bạn muốn có những cái công việc mà có được nhiều người mơ ước và nhiều người săn đón bạn thì bạn phải xem xu hướng đó. Nhưng xu hướng ngày hôm nay mà bạn chọn nghề nó lại ảnh hưởng tới 5 năm sau. Tại vì chúng ta học tốt nghiệp đại học và chúng ta tốt nghiệp cao đẳng thì ít nhất cũng phải 3 năm, 5 năm nữa thì cái xu hướng nó còn nữa hay không. Thì đây là một cái nhóm lý thuyết đặc điểm cá nhân, là đặc điểm nghề, nó giao thoa với nhau. Thì hôm nay tôi chỉ mô tả cơ bản về cái đặc điểm nghề và cá nhân này để các bạn hiểu rõ. Đó là một cái nhóm lý thuyết mà chúng ta thực tiễn để chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta có những cái lựa chọn học nghề cho nó chính xác. Rồi, như vậy tôi đi phần thứ hai, có nghĩa là buổi sau tôi sẽ nói thiết cái phần lý thuyết về chọn nghề bốn nhóm đó. Và ngày hôm nay là cái nội dung chính là chín loại trí thông minh của con người. Thì chúng ta sống trên xã hội này thì chúng ta phải biết được chúng ta thuộc vào trí thông minh nào thì chúng ta mới tìm ra được một cái giải pháp được. Thì các bạn thân mến, các cái nhà khoa học đã chia sẻ và phát hiện, nghiên cứu ra được con người chúng ta có chín loại trí thông minh. Nhà tâm lý học người Mỹ Radner đã phát triển cái lý thuyết này năm 1983, thì phân chia con người ta có chín loại trí thông minh. Thứ nhất là trí thông minh về tự nhiên, trí thông minh về âm nhạc thính giác, trí thông minh về toán học logic, trí thông minh về triết học. Bạn thấy là có những người có thể viết nên những cái học thuyết để thay đổi hình thái của xã hội. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là có loại trí thông minh về tương tác và giao tiếp. Trí tuệ thông minh là thể chất, sport intelligence. Trí thông minh về ngôn ngữ, từ vựng. Trí thông minh thứ 8 là nội tâm. Trí thông minh thứ 9 đó là không gian và thị giác. Bạn thấy là có những người có thể ngồi là chúng ta vẽ nên những không gian 3 chiều, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phân tích từng bước xem chín loại trí thông minh này có đặc điểm như thế nào, để chúng ta khám phá xem nội tâm của chúng ta và con người chúng ta hoặc là đặc điểm của con cháu mình có được những cái loại trí thông minh này hay không. Rồi, mời các bạn, chúng ta sẽ đi vào từng bước phân tích. Rồi, đầu tiên nhất là trí thông minh về tự nhiên. Chúng ta thấy trí thông minh tự nhiên này là cái khả năng của con người chúng ta có thể phân biệt giữa thực vật và động vật, các cái loại đặc điểm khác của sự vật hiện tượng hoặc là những cái sự nhạy cảm của mình trước các cái đặc điểm khác của thế giới tự nhiên. Thì chúng ta thấy cái khả năng bộc lộ này rõ ràng nhất trong quá khứ tiến hóa của người chúng ta khi chúng ta còn là thợ săn. Nghề nghiệp chính là hái lượm và săn bắn, và đặc biệt là trong chúng ta là Việt Nam, đúng không ạ? Kinh tế lúa nước và nông nghiệp.
thì chúng ta thấy là cái đặc điểm này nó càng bộc lộ nhiều hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng là phần lớn cái việc mà tiêu dùng trong xã hội của chúng ta đều thấy là bộc lộ cái trí thông minh tự nhiên này. Tôi lấy ví dụ như là cái việc phân biệt giữa xe hơi Toyota, Audi hay là Mercedes, hoặc là những cái loại, các loại xe hơi khác, đó là thuộc cái trí thông minh chúng ta phân tích. Rồi chúng ta có những cái phân tích về giày thể thao, ví dụ như giờ phụ nữ thì các cái loại mỹ phẩm, các cái vật trang sức, ví dụ như tại sao chọn BNG và chúng ta chọn SBJ của Sacombank, hoặc là những cái thứ tương tự khác, và chúng ta sử dụng cái trí thông minh này. Đấy, đó là trí thông minh về tự nhiên. Ý thứ hai tôi muốn chia sẻ cho bạn, đó là trí thông minh về âm nhạc và thính giác. Trí thông minh này là khả năng chúng ta phân biệt giữa các cái cao độ, nhịp độ, âm sắc và âm điệu khác nhau. Chúng ta sẽ phân biệt được giữa cái thanh, và chúng ta phân biệt giữa đồ, re, mi, fa, son và cái cách luyến lái của các cái ca sĩ, nghệ sĩ, v.v. Trí thông minh này thì cho phép chúng ta nhận biết, này, chúng ta sáng tạo, chúng ta tái tạo và phản ánh âm nhạc. Có thể thấy ở các cái nhà soạn nhạc nè, hoặc là các cái nhạc trưởng, nhạc sĩ, ca sĩ và những người biết đánh giá về âm nhạc. Chúng ta thấy chúng ta có một cái hội đồng đánh giá âm nhạc. Cái điều thú vị này chúng ta thấy rằng là trí thông minh giữa âm nhạc và thính giác nè, nó có mối quan hệ mật thiết giữa âm nhạc và cảm xúc. Chúng ta thấy rằng là có các cái nhiều các cái CEO mà chúng ta kinh doanh, trong quá trình chúng ta kinh doanh trên thương trường, chúng ta cảm thấy stress quá, thì các bạn có thể thấy là anh ta có thể học thêm một cái khóa đàn piano, hoặc là tôi cũng có thói quen là chơi guitar. Sau khi chúng ta cảm thấy gì, chúng ta cảm thấy stress quá và chúng ta thả hồn feeling theo những bản nhạc chúng ta yêu, hoặc chúng ta có thể sáng tác, thì chúng ta cảm thấy cuộc đời này nó tươi vui hơn theo hướng tích cực, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là có sự quan hệ mật thiết giữa âm nhạc và cảm xúc feeling của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là cái loại trí thông minh về âm nhạc và thính giác này, nó cũng có cái mối quan hệ giúp cho chúng ta có một cái quá trình tư duy khá giống nhau về toán học. Chúng ta thấy rằng là chúng ta hãy nhận xét thêm nhà toán học, nhà nghiên cứu là Ngô Bảo Châu, chúng ta thấy là anh ta cũng có cảm thụ về âm nhạc đấy. Thì chúng ta thấy là những người mà có loại trí thông minh về âm nhạc và thính giác thường có thể là tự hát này, hoặc đánh đàn, họ cũng khá nhạy cảm với âm nhạc và âm thanh, đúng không ạ? Nên chúng ta thấy là cái xu hướng của các cái gia đình mà khá giả ở thành phố Hồ Chí Minh đó, các bạn thấy không ạ? Thường cho con em mình học piano. Thật ra chúng ta thấy chúng ta đi dự hội nghị hoặc là chúng ta đi giao thương quốc tế, mà chúng ta thấy là ở trên cái sảnh của những cái hostel mà 5 sao thì thường có một cái không gian nhỏ, để một không gian rất là mở, và chúng ta có thể ngồi để chúng ta đánh đàn, đánh đàn và chúng ta thư giãn bên hồ bơi hoặc là khung cảnh. Thì chúng ta thấy là đó rất là hay. Mà nếu mà chúng ta cho con em mình học thêm cái kỹ năng về đánh đàn này thật tuyệt vời, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thấy là cái quá khứ trong thời sinh viên của tôi á, bạn thấy không? Chúng tôi là những bạn sinh viên mà chỉ cần ly trà đá, ca trà đá và ngồi đánh đàn guitar, thì chúng ta thấy là cuộc đời vẫn đẹp sao, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là cái này, chúng ta phát hiện được khả năng âm nhạc này, thì chúng ta sẽ cảm thấy là sao ạ? Cuộc đời chúng ta thoải mái và chúng ta hiểu được mình có thế mạnh này không, thì mình có thể là cho con em mình có thể đi theo hướng là diễn viên, ca sĩ, vân vân. Thì đây là cái loại trí thông minh mà chúng ta có thể phát triển cho các bạn đó. Rồi, loại trí thông minh thứ ba, đó là trí thông minh về toán học và logic. Đây là một loại trí thông minh mà con người ta có khả năng tính toán nè, định lượng nè, xem xét các cái mệnh đề và giả thiết, thực hiện các cái hoạt động tư duy toán học một cách hoàn chỉnh. Chúng ta thấy là trong cuộc sống ta có thể áp dụng toán học rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như là các bạn thấy là chúng ta học về vi phân. Đúng không? Vi phân thì chúng ta thấy là có nhiều người nói là vi phân học làm gì mà quá trình phức tạp. Nhưng mà bạn thấy là trong cái ngành mà bất động sản á, cái việc mà chia đất, ví dụ như gia đình ta có 3 anh em mà chia đất thì cái diện tích đất mà hình chữ nhật thì dễ rồi, dài nhân rộng, ví dụ như 5m x 20 là nó 100m², định giá ra thẩm định là nó sẽ có trên thị trường. Nhưng mà ngặt một nỗi là ông già ông cho lại cái miếng đất là đây là hình vuông, hình xéo, thì chúng ta phải biết cách để tính, đúng không ạ? S là diện tích thì bằng S1 cộng S2 S3, thì những đoạn mà là hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, chúng ta có công thức để chúng ta tính, để chúng ta tính cái diện tích sàn. Tuy nhiên có những cái khúc mà mồ mả hoặc là những cái khúc mà quanh co thì chúng ta phải dùng tích phân, và tích phân cái diện tích đó thành diện tích S1 chẳng hạn, rồi cộng với S2 là hình vuông, cộng với S3 là hình chữ nhật, thì chúng ta tổng sigma lại, đó là chúng ta có một diện tích, sau đó chúng ta dùng cái diện tích đó, anh em mình mới đàm phán, thì gia đình chúng ta cảm thấy sao? Hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Chúng ta thấy là tổng diện tích của ba cho lại là 5.000m², nếu mà anh chọn cái khúc số 1 này,
là khúc mặt tiền thì cái giá trị nó cao, như vậy thì diện tích anh sẽ thấp hơn, và diện tích của em ở trong là như thế này, vân vân. Thì chúng ta dùng cái trí thông minh này thì chúng ta sẽ hóa giải được các mâu thuẫn, đúng không ạ? Rồi một cái ví dụ nữa về toán học, chúng ta thấy rất là nhiều cái ví dụ cho toán học để chúng ta có thể là giải quyết được những cái bài toán cho chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Tôi lấy ví dụ như là ngày hôm nay có cái phương pháp, tôi cho Viện Đào tạo Bách Khoa có cái phương, có chuyên đề gọi là 9 phương pháp đọc vị khách hàng chốt sale thành công. Thì tôi có một cái phương pháp gọi là thần số học. Bạn biết là cái phương pháp là thần số học á, dùng cái toán học của Pythagore. Đấy, nhà toán học Pythagore, chúng ta thấy những cái con số, tôi lấy ví dụ như tên tôi là Thái Nam Toàn. Thì tương ứng với tên chữ cái đó thì ra một cái cơ mã số mà chúng ta cộng lại tất cả các chỉ số, có 18 chỉ số linh hồn chẳng hạn. Ví dụ vậy, thì chúng ta sẽ biết được cái thiên hướng của người đó là thuộc nhóm nào. Tuy nhiên ngày hôm nay thì có rất nhiều cái phương án để người ta sử dụng toán học này. Ví dụ như nhiều người gọi là thần số học, nhiều người gọi là vận số học. Nhưng theo tôi quan điểm, theo toán học khoa học, thì tôi đặt tên nó là thần số học tích cực. Chúng ta đi theo hướng khoa học và tích cực. Mặc dù tên nguyên thủy của nó là thần số học, thì chúng ta thấy rằng là toán học và logic nó ứng dụng trong cuộc sống ta khá nhiều. Như vậy, người mà thuộc trí thông minh, toán học và logic thì chúng ta thấy là những người này có nhận thức và có các mối quan hệ kết nối và sử dụng tư duy trừu tượng, tượng trưng, rồi khả năng suy luận tương tự, mô hình tư duy quy nạp và suy diễn. Thì trí thông minh logic này thường được thấy ở các nhà toán học nè, nhà khoa học, thám tử vân vân. Chúng ta thấy trong các nhà kinh tế học và thậm chí là sale mà bạn thấy là những người này rất là giỏi toán, người ta tính về khoa học. Rất là hay. Những người có trí thông minh logic này thường quan tâm tới các mô hình và các mối quan hệ, vân vân. Chúng ta thường bị lôi cuốn bởi các vấn đề về số học, trò chơi chiến lược và thí nghiệm. Thì chúng ta sẽ để ý xem con em mình có thuộc loại trí thông minh về toán học và logic này không nhé. Và trí thông minh thứ tư, đó là trí thông minh về triết học. Thì tôi chia sẻ lúc nãy, bạn thấy là có những người có khả năng viết nên các học thuyết để thay đổi hình thái của xã hội. Tôi lấy ví dụ như là Karl Marx, Engels. Rồi, chúng ta thấy là nguồn gốc của triết học nè, những người có cái khả năng này để chúng ta có những cái lý luận thế giới quan, và chúng ta có những cái quá trình củng cố và phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân, của cộng đồng. Trong lịch sử thì tôi thấy rằng là những người mà thuộc loại trí thông minh này nè, thì những người này sẽ có đi thiên hướng là đi xã hội hóa, ví dụ vậy, đi theo hướng là phát triển cộng đồng, hoặc là chúng ta có thể đăng ký vào ngành nào thuộc về khoa học xã hội, nhân vật. Thì chúng ta thấy là có rất nhiều cái chức năng của trí thông minh triết học về thế giới quan và phương pháp luận. Chúng ta thấy rằng là giống như các bạn học sinh ngày xưa đó, sinh viên đó, tôi thì mặc dù là tôi học cái triết học, tôi học điểm khá cao, 8 điểm với 9 điểm, nhưng mà sao ạ, tôi không có hiểu nhiều, thực tế là chia sẻ bạn không có nhiều. Tuy nhiên, sau khi chúng ta ra trường và chúng ta đi làm việc, và tôi thấy rằng là triết học khá hay. Thí dụ như triết học 6 cặp phạm trù. Cái lần đầu tiên mà tôi cảm thụ về triết học lại là tôi xem cái bộ phim gọi là Huyền Thoại Lý Tiểu Long. Huyền Thoại Lý Tiểu Long thì sử dụng triết học trong công phu. Và chúng ta đều biết Lý Tiểu Long là người là khá nổi tiếng, và anh chính là người viết nên cái chữ công phu trên tiếng Anh của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là anh đã sử dụng triết học. Thì tôi mới nhìn thấy là sau khi tôi kinh doanh về ngành giáo dục, tôi mở cái trung tâm ngoại ngữ, thì tôi thấy rằng là tự nhiên cái ông sở giáo dục muốn là cấp giấy phép cho trung tâm tôi, thì bắt buộc cái ông mà công an tại cái phường xã thị trấn đó là phải cấp cái chứng nhận về phòng cháy chữa cháy. Và tôi gặp ông cấp về chứng nhận phòng cháy chữa cháy để nói rằng là sở giáo dục phải cấp giấy phép cho anh trước thì tôi mới cấp phòng cháy chữa cháy. Thì bắt đầu tôi mới nhớ lại là vậy thì tôi ngồi nói chuyện với mấy anh ở trên sở giáo dục, nói không biết các thầy biết không là triết học rất hay, không biết là có cái trứng có trước hay con gà có trước, các bạn hiểu ý tôi nói không ạ? Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta chưa hiểu và khi chúng ta ngộ ra một vấn đề khi chúng ta kinh doanh, thì tôi thấy triết học khá hay. Ví dụ như là triết học nó có cặp phạm trù là nhân quả, có nghĩa là chúng ta làm việc siêng năng thì kết quả chúng ta đạt được, chứ chúng ta không thể ngồi mơ mộng và để chúng ta đạt được kết quả tốt. Giống như trong kinh doanh chúng ta phải tận tụy với công việc. Thí dụ như ngày hôm nay cái đại dịch Covid này xảy ra, thì chúng ta tận dụng Zoom để chúng ta, thay vì chúng ta phải tổ chức một cái buổi workshop thì chúng ta tổ chức online, workshop offline thì chúng ta chuyển qua online. Thì tôi thấy này là trí thông minh này cũng khá
khá hay thì các bạn có thể từ từ chiêm nghiệm. Đấy. Rồi, trí thông minh thứ năm đó là khả năng về tương tác và giao tiếp. Khả năng này có nghĩa là chúng ta khả năng hiểu và tương tác với người khác, đối tác của chúng ta. Nó liên quan đến giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ một cách hiệu quả, hoặc là chúng ta giao tiếp bằng ánh mắt, hoặc là chúng ta giao tiếp bằng body language, có nghĩa là phi ngôn ngữ hình thể. Đây là một cái trí thông minh mà chúng ta khả năng ghi nhận là sự phân biệt, thấu hiểu tâm trạng và tính cách của người khác, khả năng làm hài lòng người khác một cách vừa phải cho phép. Đúng không ạ? Ví dụ như tôi thấy thường là thấy ở các cái giảng viên, giáo viên, các cái nhà hoạt động xã hội, diễn viên và chính trị gia đều là những người hiện thân của trí thông minh, tương tác và giao tiếp. Rồi, chúng ta thấy người có loại trí thông minh này thường là những người làm có thiên hướng làm lãnh đạo, những người giỏi giao tiếp và khả năng thấu hiểu người khác. Tôi lấy ví dụ như là tôi thấy cái tổng thống Obama cũng có khả năng thấu hiểu người khác, diễn đạt, và chúng ta thấy Bill Clinton cũng vậy, đúng không ạ? Đó, những người đó có cái thiên hướng làm lãnh đạo. Rồi, trí thông minh thứ sáu là trí thông minh về thể chất, là cái khả năng sử dụng đồ vật, sử dụng nhiều cái kỹ năng khác, là sport intelligence. Các bạn thấy là trí thông minh này đề cao về nhận thức về thời gian và sự hoàn thiện các kỹ năng thông qua sự kết hợp của cơ thể và tâm trí. Tôi lấy ví dụ như là các bạn mà có loại trí thông minh là sport intelligence về thể chất này thì có thể là gì ạ? Có thể là trở thành vận động viên bơi lội, chúng ta có thể trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc trên toàn thế giới, chúng ta có thể trở thành một vận động viên tennis. Ví dụ vậy, mà nếu mà tôi không có loại trí thông minh này mà để tôi trở thành một vận động viên tennis thì cực kỳ khó, đúng không ạ? Ví dụ vậy thì chúng ta phải hiểu được mình thuộc loại trí thông minh này hay không. Thì chúng ta thấy là vận động viên nè, vũ công nè, và bác sĩ phẫu thuật, thợ thủ công chính là những dẫn chứng cho trí thông minh này. Và trí thông minh tôi muốn chia sẻ cho các bạn, trí thông minh về ngôn ngữ, từ vựng, là cái khả năng suy nghĩ bằng lời nói và sử dụng ngôn ngữ để chúng ta diễn đạt và đánh giá những cái ý nghĩa một cách phức tạp. Bạn có thể diễn dịch theo quy nạp, luận chứng, đúng không ạ? Diễn giải rất nhiều thứ, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái khả năng ngôn ngữ, chúng ta thấy ở các cái trí thông minh này cho phép chúng ta hiểu được các cái thứ tự và ý nghĩa của những cái từ ngữ, áp dụng ngôn ngữ để chúng ta phản ánh được việc sử dụng ngôn ngữ của chúng ta như thế nào một cách hiệu quả nhất. Chúng ta thấy trí thông minh ngôn ngữ này chính là một cái năng lực mà nhiều người có thích có nó nhất, và nó được thể hiện rõ ở các cái nhà thơ, ví dụ như là các MC nè, tiểu thuyết gia nè, nhà giáo cũng có luôn bạn, rồi nhà báo, các cái diễn giả, giáo viên của trường đại học, giảng viên của các cái trường đại học, hoặc là giáo viên của các trường phổ thông. Đấy, thì những người thuộc loại trí thông minh này thường thích là viết, đọc, kể chuyện hoặc là các trò chơi ô chữ. Thì tôi thấy là tôi cũng có khả năng chút chút về cái trí thông minh này, bằng chứng là tôi đã có 15 cái quyển sách đã xuất bản trên thị trường chúng ta, và những quyển sách đó là được các bạn đón chào rất là nồng nhiệt, từ lĩnh vực công nghệ thông tin cho tới quản trị kinh doanh. Rồi, trí thông minh thứ 8 thì các bạn biết là cách đây khoảng 5 năm thì loại trí thông minh này mặc dù người ta đã tồn tại nhưng người ta chưa phát hiện ra. Bằng chứng là công nghiệp phát triển, đúng không ạ? Chuyển đổi số, số thứ hóa, tri thức số và trải nghiệm khách hàng, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải có nội tâm. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là những cái người thuộc nội tâm nhiều thì như thế nào, và trí thông minh như thế nào thì sẽ được phát hiện gần đây nhất. Tôi lấy ví dụ như là trí thông minh này, trí thông minh về nội tâm là cái người mà có khả năng hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của chính mình và sử dụng chúng trong việc lập kế hoạch và định hướng cuộc sống của chính mình, hoặc là chúng ta am hiểu về người khác. Chúng ta có loại trí thông minh này là không chỉ liên quan đến sự tự ý thức về giá trị của bản thân mà còn về điều kiện của chúng ta. Chúng ta phải hiểu được cái nội tâm của người khác. Tôi lấy ví dụ như xuất hiện gần đây nhất là bắt đầu có cái nghề của các nhà tâm linh. Tôi nhớ là cách đây khoảng 5 năm thì đài truyền hình của mình, đúng không ạ? Bắt đầu cho một cái chuyên mục, cho một cái gọi là tâm lý, giải đáp tâm lý trên cái đài phát thanh. Các bạn nào mà đang mở mic á, các bạn có thể tắt mic dùm. Chút xíu chúng ta giao lưu thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm. Thì chúng ta thấy là gần đây thì bắt đầu con người ta phát triển, bắt đầu có nhiều mối quan hệ, bắt đầu có sự giao thương với nhau, và kinh doanh thì chúng ta cảm thấy rất stress rất nhiều. Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái người mà giải quyết cái vấn đề về nội tâm. Thì bắt đầu xuất hiện một cái ngành nghề, đó là các cái nhà tâm lý học.
và chúng ta thấy là cũng đã xuất hiện lâu rồi, nhưng mà sau này 5 năm nay chúng ta mới phát hiện. Đó là nhà truyền giáo, là thấy những nhà triết học, những người này có loại trí thông minh, có thể là nội tâm để chúng ta phát triển những cái khai thác những khả năng tiềm ẩn của con người theo hướng NLP. Mà những người nào mà chỉ có trí thông minh nội tâm này thường chúng ta thấy là hơi nhút nhát, vì họ ý thức rõ về cảm xúc của chính họ và họ có khả năng tự động viên mình. Đó là trí thông minh thứ 8. Trí thông minh thứ 9 đó là trí thông minh về không gian và thị giác, có nghĩa là khả năng chúng ta suy nghĩ theo cái hướng 3 chiều, là 3D, có nghĩa là chúng ta sẽ viết nên những cái không gian, vẽ nên những cái không gian liên quan đến những cái hình ảnh, tinh thần, lý luận không gian, thao tác hình ảnh, kỹ năng về đồ họa và nghệ thuật, có nghĩa là có một cái trí tưởng tượng tích cực và đa chiều. Tôi lấy ví dụ như là các cái thị thủ, các cái phi công, các cái nhà điêu khắc, họa sĩ hoặc là kiến trúc sư, họ vẽ nên không gian, họ quy hoạch được cái kiến trúc của thành phố, ví dụ vậy, đều là những người mà là minh chứng rõ ràng nhất cho trí thông minh về không gian và thị giác. Chúng ta thấy là những người thuộc trí thông minh này thường là hứng thú với các trò chơi mê cung hoặc là trò chơi ghép hình và dành nhiều thời gian để vẽ hoặc là mơ mộng. Chúng ta thấy nè, chúng ta quan sát con em mình đi học mẫu giáo, tại sao lại thích ngồi vẽ ha? Em thì là thích trò chơi này vân vân, thì chúng ta phải phát hiện ra được con em mình có trí thông minh này hay không. Và khi bạn nghe tôi chia sẻ đến đây thì tôi xin bạn dừng lại trong vòng 5 giây và tự trả lời, đặt câu hỏi và tự trả lời. Theo bạn thì chính loại trí thông minh ở trên mà tôi đã chia sẻ với bạn, thì bạn đang sở hữu loại trí thông minh nào? Chúng ta sẽ dừng lại trong vòng 5 giây để chúng ta xem mình thuộc loại trí thông minh nào. Các bạn thân mến, có người nói với tôi rằng là dạ thưa thầy, mọi thứ em không chúc. Thì các bạn phải hiểu được là mình who am I, mình thuộc loại trí thông minh nào và cái nhóm thông minh nào chúng ta nổi trội nhất. Chúng ta làm gì để chúng ta phát triển cái khả năng trí thông minh mà trời phú cho chúng ta, đúng không ạ? Tôi chia sẻ một cái trường hợp case study của chính tôi. Ngay từ đầu thì các bạn biết rồi, khoảng năm 1992-96 gì đó, thì chúng ta thấy là chưa có phát triển về cái nghề gọi là định hướng nghề nghiệp. Thì tôi cũng như các bạn từ trường phổ thông ở một vùng quê ở Vĩnh Long, miền Tây Nam Bộ, thì tôi cũng học phổ thông xong và bắt đầu chọn trường đại học. Thì tới năm lớp 12 luôn các bạn, tôi cũng không biết mình chọn nghề gì. Và tôi chỉ theo định hướng của ba mẹ là mình sẽ chọn nghề là công nghệ thông tin. Và định hướng của tôi sẽ về làm bưu điện. Viễn thông và bưu điện. Đó là lý do tại sao tôi thi vào trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi thi vào học viện bưu chính viễn thông. Và tôi cũng học 5 năm như các bạn và ra tôi làm cho Viettel. Sau khi tôi làm giám đốc của Viettel Long An, thì tôi mới nhận thức ra rằng là tôi có khả năng làm lãnh đạo. Thế là tôi đi học một cái lớp gọi là CEO, giám đốc điều hành của trường Đại học Kinh tế. Và tôi học tôi thấy cảm thấy hứng thú quá. Mà bạn biết rằng là những người mà thuộc thiên hướng về kỹ thuật, người ta có những cái phương pháp luận, phương pháp suy luận logic và phương pháp gọi là tư duy sáng tạo. Thì chúng ta học về kinh doanh rất là hay. Tôi còn nhớ là tôi đi học tôi rất là hứng thú. Thế là tôi mới mài mò, không có ai định hướng các bạn. Và tôi muốn học thêm cái ngành gọi là quản trị kinh doanh. Nhưng mà nếu mà học trường đại học kinh tế thì lúc đó nó không giống như bây giờ bạn. Tôi không phải là chuyên ngành kinh tế thì học rất khó. Người ta không đủ điều kiện cho tôi học. Tại vì năm hồi đó là khoảng năm 2000 hay gì, tôi nhớ là năm 2000 là tôi ra trường. Là tôi làm việc khoảng một năm sau là tôi thăng tiến rất nhanh. Thì các bạn thấy là sau đó tôi mới chọn Đại học Bách Khoa tiếp. Nó có một ngành gọi là quản lý công nghiệp, có nghĩa là cho những người làm công nghệ để quản trị, thì tôi mới học tiếp cái ngành quản lý công nghiệp. Bây giờ vẫn có đó, chỗ thầy ngày xưa là thầy Nguyễn Thiện Nhân và thầy Cao Hồ Thi làm trưởng khoa đó bạn. Nguyễn Thiện Nhân thì ngày trước là chúng ta làm bộ trưởng và phó thủ tướng đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là đó, tôi nói nhanh một tí xíu, hết giờ rồi, tôi nói nhanh một tí xíu để bạn hình dung được cái ta đều. Thì chúng ta thấy rằng là sau đó tôi mới thấy thương hướng là tôi bắt đầu đi học quản trị. Bắt đầu tôi có cái bằng là quản lý công nghiệp, bắt đầu tôi thi lên làm thạc sĩ của quản lý công nghiệp. Thì lúc mà tôi đang học quản lý công nghiệp thì có một cái chương trình du học. Họ đang tuyển du học và hoàn toàn miễn phí theo học bổng. Và thế là tôi đạt cái điểm đó, đỗ trực và tôi đi học. Và tôi học ra ngành quản trị kinh doanh và tôi học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Thì bạn thấy á, là sau khi tôi đi học vậy tôi thấy rõ ràng là nè, khi mà mọi người á, mà dùng cái lý lẽ dẫn chứng, giống như nãy giờ tôi là ví dụ tôi trình bày một cái luận chứng kinh tế hoặc là một đề tài trước hội đồng khoa học mà tôi sử dụng lời lẽ này thì nó rất là nhàm chán. Tôi còn nhớ là tại vì tôi là có một thiên hướng là tôi rất là giỏi toán, mà
toán tôi thi điểm 10 10 không? Toán lý hóa tôi thi cái thời mà tôi thi đại học là 30 trên 30. Thì tôi dùng những cái toán học đó đó, tôi phân tích hàm số. Thí dụ như bạn là dùng nè, bạn dùng là thí dụ như khảo sát hàm số đi, khảo sát của về nghiên cứu thị trường đây, bạn dùng định lý Shannon thì tôi viết nên một cái phần mềm. Đấy, tôi dùng khảo sát hàm số và định lý Cauchy code vân vân và tôi chứng minh bằng con số. À, thì rất là thuyết phục. À, tôi nói là à, em khảo sát 1.000 mẫu như vậy, em dùng định lý Shannon thì em phát triển thành một cái phần mềm để em sẽ minh chứng cho các thầy thấy là đó là vậy vậy vậy, nghĩa là mình minh chứng bằng con số và tư duy logic khoa học. Thì như vậy thì sao, bạn dễ dàng chiếm lòng được những cái người mà gọi là nằm trong hội đồng khoa học đó, và bạn thấy là đó là một khoa học. Tại tôi là sử dụng cái đó. Như vậy thì bạn thấy rằng là trong cái khảo sát hàm số chẳng hạn, bây giờ chúng ta thấy, tôi lấy ví dụ nói thêm một tí xíu nữa tại vì cảm xúc đang dâng trào, muốn chia sẻ cho bạn thấy là ngày hôm nay bạn biết rằng là ngày trước chúng ta đi khảo sát nghiên cứu thị trường thì chúng ta phải thuê sinh viên, một em là 50.000 một ngày và 80.000 ngày. Tôi ví dụ như tôi làm ngành viễn thông đi, thì tôi muốn khảo sát nhu cầu của bạn sử dụng dịch vụ ADSL hoặc là internet hoặc là fiber to home, có nghĩa là cáp quang về internet, thì bạn phải thuê sinh viên và bạn phải làm một cái ngân hàng câu hỏi check biết là bạn tên gì, bạn độ tuổi bao nhiêu và bạn có thu nhập bao nhiêu, gia đình sao, và nhu cầu sử dụng internet bạn như thế nào, và điện thoại ra sao. Thì từ những cái dữ liệu đó đó bạn mới chạy câu hỏi, đúng không? Bạn chạy câu hỏi và dùng định lý Shannon. À, nếu mà bạn nào nhớ, bạn thấy tôi học toán tới giờ tôi vẫn nhớ, tại vì sao, tôi áp dụng những kiến thức phổ thông đó vào những cái công việc kinh doanh của tôi. Tôi lấy ví dụ vậy, thì bạn thấy rằng là nếu vậy thì bạn phải lập trình lên một cái hệ số K để chúng ta biết được là sự hài lòng và không hài lòng về chăm sóc khách hàng, ví dụ như là customer care. Thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì chúng ta tốn rất nhiều chi phí, nhưng ngày hôm nay tôi có thể nghiên cứu thị trường bằng hai công cụ hoàn toàn miễn phí. À, cái này thì tôi sẽ chia sẻ một chuyên đề khác về marketing online, có nghĩa là 7 bước phải học để kinh doanh online thành công trên internet. Thì bạn thấy rằng là có hai công cụ đó là Google và gì, Facebook. À, bạn sẽ có hai cái trend này, và thí dụ như một cái fanpage của bạn đạt trên 5.000 hoặc 10.000 thì nó có một cái insight customer về cái phần mềm mà bên Facebook á, hoàn toàn miễn phí. Và chúng ta thấy sử dụng Google thì có Google Trend. Google Trend, bạn thấy không? Những kiến thức tôi chia sẻ bạn toàn là kỹ thuật và tôi áp dụng như đó, tôi nghiên cứu cái trend, có nghĩa cái xu hướng Google AdWords và cái trend Google Trend đó, thì nó so xu hướng của khách hàng thụ động ngày hôm nay họ đang mong muốn điều gì, cái mùa đại dịch này xảy ra thì cái việc gì chúng ta trend xu hướng là gì, thì bạn viết content và bạn chốt sale cực kỳ hiệu quả đó. Thì đó là một trong những cái chia sẻ scale thực tế của tôi, thì các bạn được hiểu được vấn đề đó. Thì tôi hy vọng rằng sáng thứ bảy hàng tuần Viện Đào tạo Bách Khoa sẽ kết hợp với THTG để chúng ta, trước khi chúng ta chọn nghề cho con em chúng ta đi du học, thì chúng ta đâu đó chúng ta có được cái kiến thức. Tôi lấy ví dụ như bạn kinh doanh lĩnh vực bất động sản chẳng hạn, bất động sản ngày hôm nay thì phải kết hợp bất động sản công nghệ và tài chính để làm gì ạ? Chúng ta thấy là phải có công nghệ xu thế số, thì khi mà bạn biết về xu thế số thì cái chi phí bỏ ra về marketing và kết nối khách hàng sẽ giảm cực kỳ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy khả năng chốt sale bạn cực kỳ hiệu quả, bạn cộng với những cái kiến thức mà về khả năng phát triển con người mà nãy giờ chúng ta biết được, chính là trí thông minh của khách hàng này, chính là trí thông minh của mình, chính là trí thông minh của khách hàng, thì chúng ta thấy rằng là loài người chúng ta đâu đó có chính là trí thông minh, rồi là nhóm DISC, rồi cửa sổ John Henry hoặc là thần số học vân vân, và bạn là vẽ chân dung khách hàng, bạn thấu hiểu được khách hàng thì tôi đảm bảo bạn bạn sẽ thành công. À, thì đó là những cái mà tôi chia sẻ cho bạn. Một lần nữa tôi xin giới thiệu, nếu bạn có nhu cầu liên hệ thì bạn có thể liên hệ với Viện Đào tạo Bách Khoa, và Viện Đào tạo Bách Khoa đến ngày hôm nay sẽ có một món quà nho nhỏ tặng cho các bạn. Thì tôi có một cái chuyên đề là 9 cách khởi nghiệp thành công trên Internet. Thường là chúng ta sẽ chia sẻ cho bạn là gồm có 7 chuyên đề: kỹ năng nói chuyện trước ống kính một cách chuyên nghiệp, khả năng xây dựng kênh YouTube chuẩn SEO, xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet, cách thiết kế landing page, rồi chúng ta có thể thiết kế Canva hoặc là WordPress, chúng ta có kỹ năng viết content, chúng ta học về cách thiết kế, rồi chúng ta học về các cái công cụ. Tôi sẽ có những cái cung cấp cái phần mềm. Chúng ta ngày hôm nay kinh doanh online không phải là chúng ta chỉ có Facebook và Zalo, chúng ta lên như vậy thôi. Chúng ta phải có những cái tool công cụ để chúng ta hiệu quả. Và chúng ta ngày hôm nay trong cái quá trình mà các bạn thấy là thay vì chúng ta đi xin việc mà phải để việc tìm đến bạn, bạn phải đứng ở thế thương lượng, đúng không ạ? Thì bạn phải có những cương công cụ để bạn thể hiện hình ảnh của mình trên Internet một cách hiệu quả.
đó là tôi có khoảng 1.500 cái công cụ về Facebook, về Zalo v.v. Có rất nhiều Google AdWords vậy nhân, thì tôi có rất nhiều cái phần mềm, ví dụ như phần mềm CRM, ERP v.v. Thì mỗi một chuyên đề tôi chia sẻ là khoảng là trị giá 9 triệu. Thì đến như ngày hôm nay, việc Zalo ngày hôm nay, nếu mà bạn trả lời cảm thấy hiệu quả thì tôi sẽ sẵn sàng tăng cho bạn mà cái khóa học 7 bước này để thành công trên Internet này thì hoàn toàn miễn phí, thì bạn đã nhận được món quà trị giá là 63 triệu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và thời gian đã hết và tôi xin chia sẻ và nhường lại cái micro lại cho bạn MC. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của tiến sĩ Thái Long Toàn. Vâng, và bao nhiêu anh chị và các bạn chúng ta cảm thấy là cái bài chia sẻ của tiến sĩ Thái Long Toàn về 9 trí tuệ con người cũng như là những cái giá trị và cái phần quà tặng của anh hết sức là hấp dẫn ạ. Thì chúng ta hãy comment là số 9 để chúng ta cảm ơn sự chia sẻ vô cùng tuyệt vời của tiến sĩ Thái Long Toàn ạ. Vâng, xin cảm ơn chúng ta rất nhiều. Vâng, và như chúng ta đã biết thì cái thực trạng hiện nay trên thị trường thì có hàng trăm những công ty đang cung cấp cái dịch vụ du học Đức. Vậy thì cái làm cách nào để chúng ta nhận biết được một trong những cái công ty tốt và uy tín để chúng ta đặt niềm tin và lựa chọn cái dịch vụ du học Đức tốt nhất cho con em mình. Và với mong muốn là đáp ứng cái nhu cầu đó thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu công ty THTG, một trong những công ty hàng đầu về chất lượng cũng như là uy tín tại Việt Nam, chuyên cung cấp và tổ chức dịch vụ du học Đức, một trong những công ty vô cùng chuyên nghiệp. Vâng, và cái cụ thể khi mà chúng ta đánh giá một công ty thì chúng ta sẽ đánh giá qua một số tiêu chí, có thể như chúng ta đánh giá thứ nhất là có mối quan hệ. Thì THTG Việt Nam tự hào là một trong những công ty có mối quan hệ mật thiết và kết nối được với Viện Đào tạo Bách Khoa. Điều nữa đó là một trong những công ty khi mà có uy tín và chất lượng thì công ty phải có giấy phép và địa chỉ rõ ràng. Thì công ty THTG chúng tôi cũng có đáp ứng đầy đủ về mặt pháp lý cũng như là địa chỉ rõ ràng, đó là số 4 Chùa Hưng Ký, và địa chỉ là 228 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Và công ty THTG cung cấp một cái phương thức, một cái quy trình tư vấn cũng như là dịch vụ chuẩn để cho tất cả các bậc phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên có thể lựa chọn. Tiếp theo đó là THTG là cung cấp các cái chất lượng dịch vụ một cách chu đáo cho tất cả các bậc phụ huynh học sinh sinh viên. Và cái điều tuyệt vời đó là trong những năm qua thì THTG tự hào đã phục vụ được hàng trăm học sinh sinh viên đã đi du học Đức thành công và có những cái nhận xét rất tốt về công ty THTG. Chính những cái yếu tố đó thì ngày hôm nay THTG rất mong muốn được chia sẻ những cái giá trị, những cái phương thức và giải pháp tốt nhất dành cho bậc cha mẹ, phụ huynh, học sinh, sinh viên về con đường du học Đức. Và ngay sau đây, không để tất cả những thành viên của chúng ta đợi lâu hơn nữa, xin mời lên đây một trong những vị đại diện của công ty THTG hết sức nổi tiếng. Và anh là một giám đốc kinh doanh chuyên phụ trách việc phát triển kinh doanh của công ty. Xin mời lên đây anh Hà Xuân Hưng. Vâng, xin mời anh. Và xin tất cả các thành viên chúng ta hãy lồng nhiệt chào đón anh bằng một con số 8 để thể hiện là chúng ta rất mong muốn và khao khát được nhận tất cả những cái quy trình và cái lộ trình rõ ràng từ công ty. Vâng, xin mời tất cả những thành viên chúng ta hãy comment năng lượng hơn nữa để chào đón anh. Vâng, xin mời anh Hà Xuân Hưng. Vâng, xin cảm ơn MC Thanh Tuyền. Mọi người có nghe, nếu mọi người nghe thấy mình nói thì rõ thì xin comment số 1 hộ mình cái. Nghe nói rõ thì comment số 1 ạ. Nghe rõ không ạ? Ok, xin cảm ơn. Mình đã nhìn thấy con số 1 ở đây rồi. Rồi, mọi người có thấy mình xem, đã thấy mình share được màn hình lên chưa? Nếu thấy xem màn hình nhiều thì comment số 2 một cái. Thấy comment số 2 một cái. Dạ, đã thấy rồi anh ơi. Có số 2 rồi. Ok, xin cảm ơn mọi người. Vâng, xin cảm ơn MC Thanh Tuyền, xin cảm ơn anh Toàn, đại diện viện trưởng viện Đại học Bách Khoa. Thì cũng như giới thiệu của MC và các đối tác, hôm nay thì công ty THTG Việt Nam rất vinh dự là đồng hành cùng với lại Viện Đào tạo Bách Khoa. Chúng tôi tổ chức một cái chương trình Zoom là hướng nghiệp nghề
du học Đức cho tất cả các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, sinh viên. Sau đây thì tôi xin giới thiệu qua một chút về công ty THTG Việt Nam. Thì công ty THTG Việt Nam được thành lập từ năm 2016, hoạt động cho đến nay. Công ty chúng tôi có trụ sở tại số 4 Võ Triều Hưng Ký, số 228 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các thông tin trên các cái trình chiếu trên slide, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về công ty chúng tôi qua những cái mạng xã hội như là website, Facebook, và có cái số điện thoại ở đây, thì chúng ta có thể tìm hiểu qua các cái thông tin về như thế. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi tên đầy đủ là Hà Xuân Hưng, hiện nay đang công tác và làm việc tại công ty THTG Việt Nam. Thì cũng như các bạn đã biết, thì công ty của chúng tôi được thành lập 2016 và được tọa lạc tại khuôn viên của trường Đại học Phương Đông, số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, thành phố Hà Nội. Với những cơ sở vật chất thì khang trang sạch sẽ và đầy đủ, đáp ứng được các nhu cầu học tập của học sinh và giáo viên. Tất cả đội ngũ giáo viên là giảng viên các trường đại học ngoại ngữ Hà Nội đã được đào tạo và tốt nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức. Công ty THTG Việt Nam tự hào là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam đã làm thành công chương trình chuyển đổi văn bằng, tức là thực tập sinh ạ. Thế này nhé, khi mà tôi nói thì có một số những cái từ mà các bạn chưa hiểu ấy, thì các bạn có thể tích nốt vào, có thể viết vào ô chat và chúng tôi sẽ có cái bộ phận trả lời sau. Công ty THTG Việt Nam thì luôn đảm bảo chất lượng đào tạo ngoại ngữ và đã giúp đỡ thành công 100% các học viên đủ tiêu chuẩn sang Đức học tập và làm việc. Cái phương châm của công ty THTG Việt Nam là tất cả vì học sinh thân yêu, đó là khẩu quyết của công ty chúng tôi. Như các bạn đã biết ấy, thì ngày nay ấy, thì các bạn đang băn khoăn rằng là rất nhiều các quốc gia để chúng ta đi du học, vậy thì tại sao chúng ta lại đến Đức du học? Thì bây giờ chúng tôi xin khái quát qua một chút về đất nước Đức. Như các bạn đã biết ấy, thì Đức là một quốc gia phát triển và bậc nhất châu Âu. Khi các bạn đi du học tại Đức thì các bạn sẽ có cái cơ hội đi du lịch hầu hết trong các nước châu Âu này. Đức là quốc gia già hóa, dân số cao, tỷ lệ sinh giảm, tuổi thọ thì kéo dài. Các cặp vợ chồng ở Đức thì hiện tại họ không muốn sinh nhiều con, và các cặp vợ chồng cũng lại không muốn sống cái truyền thống như Việt Nam mình là với con cái và gia đình, mà họ thì thường hầu hết là những người già của Đức thì sống trong các viện dưỡng lão và các bệnh viện hay khu chăm sóc chuyên biệt. Đó là khái quát qua về những cái thông số về người già tại đất nước Đức. Vậy thì các bạn luôn đặt ra câu hỏi là tại sao lại lên chọn nghề Đức để đi du học? Bởi vì cũng rất nhiều các quốc gia châu Âu mà tại sao ta lại lên chọn Đức để đi du học? Vì như các bạn đã biết đấy, Đức là một quốc gia có nền giáo dục đánh giá vào top đầu châu Âu, với chất lượng giảng dạy thì vượt trội, môi trường học tập chất lượng cao, cơ sở vật chất thì cực kỳ hiện đại. Chính phủ Đức thì cũng dành nhiều, hàng năm chính phủ Đức dành rất nhiều những sự quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục. Hơn nữa, chính phủ Đức cũng cung cấp và tài trợ cho các cái chương trình học tập và nghiên cứu khoa học. Hiện nay thì Đức có khoảng 450 trường đại học công lập và cung cấp khoảng 17.500 cái chương trình đào tạo đa dạng các lĩnh vực. Như các bạn nhớ là đa dạng các lĩnh vực. Tiếp nữa là khi các bạn thấy rằng là như với những cái thông số như vậy của đất Đức thì các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm sau khi các bạn tốt nghiệp. Như chúng ta đã biết ấy, thì Cộng hòa Liên bang Đức là một đất nước có nền kinh tế lớn nhất châu Âu và lớn thứ tư trên thế giới. Đức có một cái thị trường việc làm vô cùng sôi động. Cộng hòa Liên bang Đức là những quốc gia có cái tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất châu Âu. Chính vì vậy mà sau khi các bạn tốt nghiệp thì cái cơ hội để các bạn ở lại làm việc là cực kỳ lớn. Bởi vì hiện nay ấy, thì ở Đức có khoảng 500 công ty lớn nhất thế giới đang có mặt ở trên đất nước Đức, với tổng số là 45.000 công ty nước ngoài. Sinh viên Việt Nam ra trường thì chắc chắn là luôn có việc làm chính thức với mức lương tương đối cao, dao động khoảng từ 2.800 đến 3.500 euro trên một tháng. Và hơn thế nữa thì những cái bạn mà có các bạn có thể làm ở Đức đâu rồi này, hay là cái trình độ mình cao hơn, thì chắc chắn là mức lương sẽ luôn luôn ở cái mức lương sẽ luôn tốt hơn đấy. Mà khi các bạn được làm việc ở Đức, học tập và làm việc tại Đức sau khoảng 5 năm
thì lúc này các bạn đã có cơ hội định cư, đủ cái điều kiện để cơ hội định cư lâu dài tại đất nước Đức, và chắc chắn thì lúc này các bạn sẽ có một cái cuộc sống ổn định và lâu dài tại đất nước Đức đứng đầu châu Âu, và đặc biệt nữa là các bạn tự hào gia nhập một cái cộng đồng có 350.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đức. Đó là những cái thông tin về về các cái chương trình định cư. Và các bạn đã biết thì Đức luôn luôn có một sự ổn định về chính trị và an toàn cho sinh viên. Như chúng ta biết, Đức là một trong những nước cực kỳ an toàn trên thế giới. Với về sự ổn định chính trị và an sinh xã hội, bạn sẽ được hưởng một cái chế độ bảo hiểm y tế tuyệt vời tại tất cả các hệ thống y tế trên toàn nước Đức. Đức có một hệ thống bệnh viện, phòng khám được đánh giá là hiện đại và thân thiện nhất châu Âu. Ở phần lớn các thành phố của Đức thì đều có hội sinh viên Việt Nam, mà hội sinh viên Việt Nam thì được đánh giá là đoàn kết và tương thân tương ái nhất châu Âu. Chính vì vậy mà khi các bạn đi du học ở Đức thì các bạn cảm thấy như đang ở nhà, chứ không có cái gì là xa lạ cả. Đó là những cái vấn đề an ninh an sinh của xã hội của nước Đức. Mà đặc biệt nữa là thế này, khi các bạn đến Đức du học thì các bạn sẽ được, Đức là một cái bốn cái quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất thế giới thì các bạn đã biết rồi. Đức thì có mức sống chế độ cao, y tế và hệ thống an sinh xã hội toàn diện. Đức cũng là một quốc gia ổn định về chính trị và xã hội, nơi mà quyền tự do bình đẳng được xem trọng. Đó là những thông tin về đất Đức. Các bạn khi đến Đức thì các bạn có cơ hội đi du lịch trên toàn các nước châu Âu. Bởi vì Đức nằm trong khối Liên minh châu Âu, thì các bạn khi đi du lịch trong các khối Liên minh châu Âu thì các bạn không cần phải xin visa. Và khi các bạn là sinh viên Đức thì các bạn có nhiều cơ hội đến với các nước, đi du lịch các nước châu Âu khác với giá thấp, và các bạn được thưởng thức những cái cảnh đẹp bậc nhất thế giới vào những cái năm tháng tuổi trẻ của mình khi đang học tại Đức và khám phá ẩm thực các nước châu Âu. Chính vì vậy mà các bạn đang muốn, khi muốn đến Đức thì các bạn muốn quan tâm rằng là hiện nay thì Đức có những ngành nghề đào tạo nào phù hợp với mình. Thì chúng tôi xin chia sẻ với các bạn là hiện nay ấy thì Việt Nam mình đang cũng ký, tức là chính phủ Việt Nam ký chính phủ Đức rất nhiều ngành nghề, nhưng có những ngành nghề mà được đánh giá là nhiều bạn trẻ quan tâm, đó là du học nghề điều dưỡng, tức là ngành điều dưỡng là các bạn được quan tâm. Thì như các bạn đã biết ấy, ngành điều dưỡng là một cái ngành hot nhất tại Đức đối với sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Cộng hòa Liên bang Đức thì hiện nay đang cần một số lượng lớn các nhân viên chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, bởi vì là như các bạn đã biết ấy, thì Đức là quốc gia có dân số già hóa rất là cao, mà đặc biệt nữa thì người già người ta không thích sống với lại con cái, mà người ta muốn sống ở trong các cái trại dưỡng lão. Chính vì vậy mà người ta cần rất nhiều các nhân viên y tế chăm sóc. Mà chính vì thế mà chính phủ Đức và các cái trường nghề đã có đào tạo cái ngành điều dưỡng, đã đưa ra những cái ưu đãi cực kỳ hấp dẫn để thu hút các cái sinh viên quốc tế và nói riêng, nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Khi các bạn đi du học ở Đức thì các bạn được trả lương khi các bạn đang học ngành điều dưỡng. Đó là đấy là về cái du học ngành điều dưỡng. Bên cạnh cái du học ngành điều dưỡng thì các bạn có thể tham gia vào cái ngành là nhà hàng hoặc khách sạn. Thì như chúng ta đã biết ấy, thì hiện nay ấy, ngành du lịch châu Âu nói chung và Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng là rất là phát triển. Cái ưu điểm khi các bạn học ngành nhà hàng khách sạn ở Đức thì có thể kể đến như là tất cả các bằng cấp của bạn thì có giá trị quốc tế này, được nhiều quốc gia đánh giá rất là cao, học lý thuyết với thực hành tại các nhà hàng và khách sạn trong khu vực để nâng cao tay nghề. Các bạn có thể lựa chọn một trong ba chuyên ngành, bởi vì cái ngành nghề khách sạn thì người ta sẽ một trong ba chuyên ngành đó là gì? Nhà hàng này, khách sạn này, đầu bếp, và tất cả các khóa đào tạo này thì được diễn ra trong vòng 3 năm, tức là các khóa đào tạo thời gian kéo dài 3 năm. Bên cạnh các ngành nghề như là điều dưỡng, ngành nghề khách sạn thì các bạn có thể tham gia một ngành nữa, đó là ngành lái tàu. Thì đây là một ngành tương đối mới mà phù hợp với lại các bạn nam, những người mà thích đi nhiều nơi. Khi các bạn tham gia ngành này đấy thì các bạn có một cái mức lương rất là tốt, luôn luôn là trên 3.000 euro đó, và đặc biệt là các bạn luôn được hỗ trợ trong suốt quá trình, các bạn sẽ được hỗ trợ cả nhà ở trong suốt quá trình học tập, và đặc biệt là các bạn được miễn một cái thẻ khi mà các bạn
đi bất kỳ phương tiện công cộng nào trên toàn nước Đức. Đó là khi các bạn tham gia các cái chương trình nghề lái tàu ở Đức. Bên cạnh ngành lái tàu thì các bạn cũng có thể tham gia các ngành về kỹ thuật như là cơ khí, điện tử và điện lạnh. Thì chúng ta đã biết rồi, Đức là một nền công nghiệp phát triển hàng đầu với những tên tuổi quen thuộc trong ngành kỹ thuật cơ khí điện tử như là Siemens này, BMW và Mercedes. Đấy, đây là những cái thương hiệu mà chúng ta đã được nghe đâu đó ở ở Việt Nam. Đức ngành kỹ thuật cơ khí điện tử đang có một tốc độ phát triển vượt bậc. Tại Đức thì có rất nhiều các cái trường chuyên ngành này đào tạo nhân lực đáp ứng cho sự phát triển của đất nước, được thực tập tại công ty nổi tiếng và ngay khi đang học tập với mức lương rất là cao. Đấy là cái ngành kỹ thuật điện tử, điện lạnh, cơ khí. Bên cạnh đó thì chúng ta được học một cái ngành nữa, đó là ngành kỹ thuật làm bánh. Thì chúng ta đã biết đấy, Đức là thiên đường, là xứ sở của bánh mì. Bởi vì là người Việt mình thì ăn cơm, tức là lấy gạo nấu thành cơm mà ăn hàng ngày. Nhưng Đức thì người ta lại gần như rất ít ăn cơm, thậm chí tháng chỉ ăn một vài lần thôi. Thế còn lại thì người ta đa phần ăn bánh mì. Chính vì vậy mà cái ngành làm bánh tại Đức cực kỳ phát triển, rất phát triển, và chúng ta sẽ có cơ hội để học rất nhiều những cái là cơ hội làm bánh. Bởi vì biết ở Đức thì khi các bạn học cái nghề mà kỹ thuật làm bánh này thì các bạn luôn luôn là kết hợp vừa học vừa làm, tức là chúng ta tham gia làm bánh và vừa học tại các nhà hàng luôn. Đấy, ở Đức thì bạn có thể tận dụng tối đa các chính sách về bản thân để phát triển cái khả năng trí tuệ và kỹ năng cá nhân một cách tự do. Tức là nếu như chúng ta có tài thì chúng ta sẽ tự phát huy được cái khả năng đó của mình. Đó là những cái ngành nghề làm bánh. Bên cạnh cái ngành nghề làm bánh, và các bạn nên nhớ là thế này, tất cả các ngành nghề mà nêu ở trên mà khi các bạn sang Đức các bạn học tập thì đều được miễn phí 100%. Đó, thì chính vì vậy mà rất nhiều bạn trẻ đang mơ rằng là một ngày đó mình được đi du học ở phương trời Tây. Các bạn đi đến đó học thì sẽ là cụ thể như thế nào? Thì như các bạn đã biết ấy, thì du học nghề Đức là bạn được hoàn toàn miễn phí là thứ nhất này. Bạn được hỗ trợ tiền học nghề từ khoảng 850 đến 1.400 euro mỗi tháng. Tất nhiên là từng ngành các bạn học và nó sẽ được tăng dần theo hàng năm. Bên cạnh đó thì các bạn có thể làm thêm là 20 giờ trên một tuần, và đặc biệt là vào các cái thứ bảy chủ nhật thì các bạn đi làm thêm thoải mái. Chính vì vậy mà với những cái chi phí của chính phủ Đức hỗ trợ, với những cái hỗ trợ của chính phủ Đức cộng với lại các cái khoản tiền các bạn đi làm thêm thì chắc chắn là các bạn đã có một cái khoản để vừa là chi trả học phí, chi trả các cái sinh hoạt ở bên Đức, và các bạn cũng có thể là tiết kiệm và đi khám phá các nước châu Âu. Đó là những cái yêu điểm của chính phủ Đức tạo điều kiện cho tất cả các du học sinh sang bên đó học nghề tại Đức. Vậy thì cái khi các bạn được tham gia đó thì các bạn cũng cần nên biết được là vậy thì cái lộ trình để các bạn học nghề bên Đức thì như thế nào. Thì nó sẽ có hai cái lộ trình chính. Lộ trình thứ nhất là khi các bạn ở Việt Nam. Vậy thì khi các bạn ở Việt Nam các bạn làm cái gì? Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp cận các cái thông tin đầu vào và đưa ra cho các bạn những cái tư vấn chính xác nhất để giúp các bạn chọn được ngành học, là trường học một cách phù hợp. Và các bạn sẽ phải mất từ 6 tháng đến 8 tháng để học tiếng Đức từ trình độ A0 đến trình độ B1, tức là từ trình độ bắt đầu đến trình độ B1. Thế và khi các bạn đã hoàn thành được cái chứng chỉ B1 rồi thì các bạn sẽ được các công ty ở bên Đức phỏng vấn trực tiếp. Trực tiếp thì tất nhiên là có thể là qua online, một số các cái công cụ hỗ trợ của mạng xã hội tại các cái trường học của người ta. Thì với các cái trường nghề đó thì khi mà các bạn được các trường tiếp nhận thì lúc này thì các bạn phỏng vấn để xin visa và xử lý hồ sơ. Đó là các thủ tục ở bên Việt Nam. Thế còn các cái thủ tục bên Đức thì khi các bạn khi các bạn mà sang Đức thì các bạn còn phải cái lộ trình như đó như thế nào thì nó sẽ có những cái thông tin như sau. Khi các bạn sang Đức ấy thì các bạn du học sinh tiếp tục tham gia vào lớp học tiếng Đức để hoàn thành chứng chỉ Đức B2. Tức là các bạn sang đó các bạn sẽ hoàn thành chứng chỉ B2 và các bạn học nghề là 3 năm thì cái chương trình học nghề thì người ta sẽ tính ra là khoảng trình độ 2.100 là giờ lý thuyết và 2.500 giờ thực hành, tương đương với lại tỷ lệ là 45% lý thuyết và 55% là thực hành.
khi các bạn tốt nghiệp các trường đại học tại Đức thì các bạn có thể lựa chọn làm việc tại cái cơ sở mà khi các bạn đang học các bạn đến thực tập, hoặc các bạn có thể làm cho bất kỳ doanh nghiệp nào nếu như các bạn cảm thấy phù hợp và các bạn mong muốn. Bởi vì là cái bằng của các bạn là có giá trị trên toàn các nước châu Âu gọi là bằng giá trị toàn cầu. Cho nên các bạn có thể làm, không những các bạn có thể làm việc tại Đức, ở các doanh nghiệp ở Đức, các bạn có thể làm việc ở các doanh nghiệp khác thuộc các khối Liên minh châu Âu. À, sau khi các bạn đã làm việc rồi, các bạn ổn định cuộc sống thì lúc này các bạn có thể xin thẻ định cư tại Đức sau 2 năm làm việc, tức là có 3 năm học tập và 2 năm làm việc thì lúc này các bạn có thể xin thẻ định cư tại Đức. Đó là những cái lộ trình khi các bạn đi du học ở bên Đức. Vậy thì cái chương trình tiếp theo là để được sang bên Đức học tập theo đúng lộ trình như vậy thì các bạn cần phải có những điều kiện gì để đáp ứng được cái lộ trình ở bên Đức như vậy? Thì điều kiện thứ nhất đó là gì? Các bạn về tuổi ấy, thì các bạn phải từ 18 tuổi đến 39 tuổi. Và đặc biệt là các bạn đã phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Tức là nếu như chúng ta mà chưa tốt nghiệp trung học và tuổi quá cao thì chúng ta đều không tham gia được cái, không đủ điều kiện để tham gia cái chương trình du học này. Cái thứ hai nữa là các bạn phải có một sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm như là viêm gan này, bệnh sơ hội và các bệnh truyền nhiễm khác. Các bạn cần có giấy khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế, bởi vì thực tế thì khi các bạn đi thì các bạn đều phải khám sức khỏe. Thứ hai nữa là các bạn phải có chứng chỉ ngoại ngữ A2, luật nhập cư mới áp dụng từ tháng 3 năm 2020 của Đức, có bằng tiếng Đức từ B1 trở lên. Nếu bạn chỉ có chứng chỉ tiếng Đức A2 thì bạn có thể đăng ký một khóa học B1 trong vòng 6 tháng ở Đức. Thứ sáu là lý lịch học viên rõ ràng, không có tiền án và tiền sự. Đó chính là những điều kiện để các bạn được tham gia các du học nghề tại Đức. Và hồ sơ đăng ký thì bao gồm những gì? Thứ nhất, một là bao gồm hộ chiếu bản gốc, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, công chứng, giấy khai sinh thì bản sao, chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện đi lao động và du học, sơ yếu lý lịch. Cái phần sơ yếu lý lịch thì các bạn ghi rõ thời gian từ cấp 1 đến nay làm gì và ở đâu. Các bạn có lý lịch tư pháp số 1 bản gốc, tức là cái này thì các bạn ở tỉnh thành nào thì các bạn xin ở tỉnh thành đó. Có bằng phổ thông trung học học bạ, trung học phổ thông bản gốc, bằng tốt nghiệp, bằng điểm trung cấp cao đẳng đại học nếu như các bạn có. Chứng chỉ tiếng Đức B1 bản gốc nếu có, chưa có thì sẽ được công ty THTG sẽ đào tạo. Ảnh theo quy định của Đại sứ quán Đức, các bạn sẽ có ảnh 3x4 là 4 chiếc, ảnh 3.5x4.5 là 8 chiếc và ảnh chân dung là 1 chiếc. Ảnh chân dung thì theo tỷ lệ là 15x21. Đó là những cái điều kiện và hồ sơ đăng ký để đi du học tại Đức. Khi các bạn có được đầy đủ những cái thông tin này rồi thì các bạn sẽ cần phải làm gì để tiếp tục cái cuộc hành trình của mình đi du học tại Đức. Thì rất nhiều bạn trẻ đang băn khoăn về cái vấn đề là chi phí dự trù đi du học nghề tại Đức là như thế nào. Thứ nhất là các bạn phải chi trả học tiếng Đức tại Việt Nam và các thủ tục làm hồ sơ. Thứ hai nữa là do chính phủ Đức yêu cầu ngày càng cao về trình độ tiếng Đức, điều kiện tối thiểu để bạn có thể học nghề tại Đức là tiếng Đức bằng B1 và chứng chỉ nghề nghiệp liên quan. Những cái câu này các bạn không hiểu thì các bạn có thể đặt vào ô chat, tôi sẽ có bạn trả lời. Đến với cái THTG Việt Nam thì bạn sẽ được hỗ trợ tuyệt đối từ lúc nhập học cho đến khi các bạn sang Đức du học. Đào tạo tiếng Đức bằng B1 thì các bạn sẽ phải cần nỗ lực học tập từ 6 đến 8 tháng. Hỗ trợ các bạn về dịch vụ làm hồ sơ, hỗ trợ làm thủ tục xin visa, giấy mời nhập học, xin hợp đồng học tiếng, học nghề, nơi thực tập cho các bạn. Hỗ trợ đưa đón các bạn khi ở sân bay hai nước, từ sân bay nước đó là Hà Nội và ở bên Đức. Hỗ trợ các bạn làm thủ tục nhập học, đăng ký tạm trú, sắp xếp nhà ở, hỗ trợ khi bạn ra làm thủ tục ngân hàng, hỗ trợ làm visa và xử lý hồ sơ, hỗ trợ mua bảo hiểm 6 tháng tại Đức và vé máy bay từ Hà Nội sang Đức. Đó là những cái chi phí hoặc là những cái mà công ty THTG Việt Nam sẽ hỗ trợ các bạn trong trình các bạn trước khi các bạn sang bên Đức để mà du học nghề. Vậy thì các bạn có thể đặt ra câu hỏi là ngày nay cũng có rất nhiều các cái đơn vị tổ chức du học nghề. Vậy thì tại sao chúng ta lại lên chọn
du học nghề Đức cùng với THTG Việt Nam với những lý do như sau. Thứ nhất, một là công ty THG Việt Nam miễn phí tư vấn lộ trình du học Đức một cách rõ ràng, minh bạch, chọn trường ngành học phù hợp với chính khả năng của từng bạn. Tất cả các chương trình thì đều được chọn gói, không phát sinh chi phí trong suốt quá trình học tập. Học tiếng Đức với các giảng viên đã được học tập và tốt nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức, cam kết đảm bảo học tập xuyên suốt quá trình học trình độ B1, rút ngắn cái thời gian nhận thư mời, xin visa, nộp hồ sơ, xin thị thực. Và chúng tôi cam kết đảm bảo 100% đạt visa đối với hồ sơ đủ điều kiện, hỗ trợ dịch thuật và làm hồ sơ một cách nhanh chóng, hỗ trợ tìm việc làm thêm, tư vấn đi lại nơi ở tại Đức khi bạn đi du học, với hệ thống ký túc xá khang trang sạch sẽ, đảm bảo việc ăn ở cho các bạn ở tỉnh xa khi lên tham gia học tập tại khuôn viên của nhà trường. Tiếp tục hỗ trợ các học viên tại Đức cho tới khi các bạn đi làm. Có nghĩa là trong suốt quá trình các bạn học tập cho đến tận khi các bạn đi làm thì chúng tôi luôn luôn hỗ trợ các bạn, luôn luôn ở bên cạnh đồng hành cùng các bạn. Khi các bạn tốt nghiệp thì có ngay việc làm ổn định tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thì cái tốt nghiệp mà có ngay việc làm ổn định tại nước thì các bạn cũng biết rồi, hiện nay thì Đức đang thiếu rất nhiều các cái lao động ở các cái ngành nghề điều dưỡng hoặc một số các ngành nghề như chúng tôi đã nói ở trên. Chính vì vậy mà cái cơ hội tốt nghiệp và làm việc thì nó gần như là 100% cho các bạn. Đó là những cái thông tin cơ bản để chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái chương trình du học Đức của công ty THTG Việt Nam. Thì sau đây thì các bạn sẽ có những cái câu hỏi hay những cái gì mà mình chưa hiểu hay thực sự là mình muốn mong hỏi thêm thì các bạn có thể gửi các cái thông tin, cái câu hỏi của mình vào WhatsApp thì chúng tôi sẽ có các bộ phận kỹ thuật để trả lời các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây thì tôi xin cái chương trình để nói qua về chương trình du học về Đức, và tôi sẽ chuyển lời cho MC. Chương trình sẽ đặt ra những câu hỏi hoặc là tích nốt lại, và yêu cầu các cái đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ chúng tôi là tích nốt lại những câu hỏi. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ rất là chi tiết và sâu sắc từ những thông tin của vị lãnh đạo giám đốc kinh doanh của công ty THTG. Vâng, và vừa rồi thì chúng ta vừa được lắng nghe những sự chia sẻ hết sức là sâu sắc từ vị lãnh đạo của ban đại diện của công ty THTG. Thì chúng ta có thể là lưu ý những cái chi tiết. Thứ nhất là chúng ta hiểu rõ là THTG Việt Nam là một trong những công ty mà có uy tín và lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam, và có những cái phương hướng, phương pháp và các cái lộ trình tư vấn rất là rõ ràng từ các ngành nghề, rồi các cái việc làm rất là cụ thể và rõ ràng, và các cái điều kiện để cho chúng ta hiểu là muốn cho con em chúng ta đi du học Đức thì chúng ta phải cần những cái gì và cần phải chuẩn bị những gì, đúng không ạ? Đó là những cái phần giải đáp hết sức sâu sắc mà tôi nghĩ rằng tất cả các thành viên trong Zoom ngày hôm nay có thể hiểu rõ nhất một phần nào và tự tin một phần nào, hiểu rõ sâu sắc để định hướng cũng như là tư vấn cho con em mình cái lộ trình mà đi du học Đức ra làm sao. Vâng, và nói có mạnh thì sách có chứng, đó là một câu rất là nổi tiếng của người xưa. Vâng, và ngày hôm nay thì THTG Việt Nam cùng với Viện Đào tạo Bách Khoa đã phải rất khó khăn để mời lên đây, để liên kết và mời lên đây một trong cựu học viên. Em ấy thì hiện nay đang định cư tại Đức, đã lập gia đình tại Đức và đang sinh sống và làm việc tại Đức. Em ấy cũng là một điều dưỡng. Em ấy sẽ lên đây và chia sẻ cho chúng ta hiểu về rõ hơn về đất nước, con người, về văn hóa, lịch sử và cuộc sống cũng như là các ngành nghề, và đặc biệt là hiểu rõ hơn về con đường du học Đức như thế nào. Vâng, và không để các thành viên chúng ta đợi lâu hơn nữa, em xin mời lên đây một người em vô cùng tuyệt vời. Xin mời em Lan Anh có thể nên chia sẻ với chúng ta. Em Lan Anh là một trong những cựu học viên có thể cung cấp cho chúng ta
một cách chi tiết nhất để tất cả chúng ta sẽ hiểu rõ và có thêm niềm tin, củng cố thêm niềm tin về chất lượng cũng như là dịch vụ của công ty THTG. Vâng, xin mời em Lan Anh có thể bật mic lên để chia sẻ cho tất cả chúng ta được không ạ? Vâng, và trước khi em mong muốn em Lan Anh lên chia sẻ thì MC rất mong muốn là chúng ta hãy chào đón em bằng một tràng pháo tay bằng số 6 để thể hiện là chúng ta rất mong muốn em lên chia sẻ rõ hơn về cuộc sống cũng như là đất nước và các ngành nghề ở bên Đức. Xin mời em. Đóng cửa ra, đóng cửa ra. Vâng, không xin alo, bạn Lan Anh có biết là em Lan Anh đã có mặt ở trong Zoom chưa? Vâng, có lẽ là hiện nay thì em Lan Anh là đang sinh sống ở trên bên Đức, cho nên là cái múi giờ có thể là khác chúng ta một chút, và cái việc kết nối thì cũng có lẽ là sẽ gặp một chút khó khăn, có thể là mạng đang kết nối chưa được. Vâng, và trong lúc chờ đợi em Lan Anh xuất hiện thì chúng ta có thể là đặt giao lưu, đặt một số câu hỏi để cho ban lãnh đạo của công ty THTG và Viện Đào tạo và Bách Khoa có thể giải đáp cho chúng ta nốt những cái băn khoăn cũng như là những cái thắc mắc để chúng ta hiểu rõ hơn, nét hơn về cái định hướng chọn trường, chọn nghề và cái con đường du học Đức của con em mình như thế nào ạ. Vâng, và không biết là trong Zoom này nếu mà anh chị và các bạn nào mong muốn là chúng ta đặt ra những cái câu hỏi thì chúng ta hãy giơ cánh tay của mình lên để MC biết và kết nối để chúng ta có thể lên giao lưu, gặp gỡ và đặt những câu hỏi để ban lãnh đạo có thể là chia sẻ và giải đáp những cái thắc mắc của chúng ta. Vâng, xin mời những cánh tay ạ. Chúng tôi sẽ ưu tiên những cánh tay giơ lên ạ. Vâng, và hiện nay thì chúng tôi có thấy cánh tay của anh Lộc ạ. Xin mời anh Lộc có thể là lên đặt câu hỏi và chia sẻ với cả ban lãnh đạo về những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để có thể là ban lãnh đạo sẽ giúp anh giải đáp tất cả những cái thắc mắc mà anh đang băn khoăn được không ạ? Vâng, xin mời anh Lộc ạ. Anh Lộc có thể là mở mic lên được không ạ? Alo. Alo. Vâng. Anh nghe thấy em nói chưa? Vâng, vâng, em nghe rõ rồi ạ. Vâng, cả nhà hãy comment bằng một tràng số 5 để chào đón anh Lộc, người đầu tiên đã xung phong giơ tay lên để đặt những cái câu hỏi đầu tiên cho ban lãnh đạo. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, em xin mời anh Lộc có thể lên phát biểu và chia sẻ câu hỏi của mình với cả ban lãnh đạo được không ạ? Dạ vâng, em chào mọi người ạ. Thì em thấy là thông tin kỹ hơn không là ý tưởng thành tựu gì vậy? Vâng, với câu hỏi này thì có lẽ là em rất mong muốn là mời lên đây người đại diện hợp pháp của công ty THTG sẽ chia sẻ và giải đáp về thắc mắc câu hỏi này của anh. Vâng, em xin mời lên đây anh Lê Hải Đăng ạ. Xin mời anh Lê Hải Đăng sẽ giải đáp thắc mắc của anh Lộc ạ. Em xin mời anh. Alo. Xin lỗi mọi người, có nghe thấy mình không ạ? Vâng, vâng, em nghe rõ ạ. Mọi người có nghe rõ thì xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn Lộc. Và cũng xin phép tất cả các anh chị em ở đây là mình tên là Tuấn và mình là giám đốc điều hành của công ty THTG Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ xin phép là thay mặt công ty và trả lời câu hỏi của các bạn. Thì đối với câu hỏi của bạn Lộc thì bạn có hỏi mình là về công ty, tên của công ty ít được nghe thấy trên mạng xã hội, mạng truyền thông, và công ty đã hoạt động được bao lâu và có thành tựu gì, đúng không ạ? Thì với câu hỏi của bạn thì mình xin phép được trả lời như sau. Thứ nhất là công ty THTG Việt Nam được thành lập vào ngày 27 tháng 6 năm 2016. Có nghĩa là đến hôm nay là đã bước sang năm thứ 6 rồi ạ. Hoạt động. Thì trước đây thì đối với THTG nói riêng cũng như là đối với các công ty khác nói chung thì là chúng ta vẫn đang hoạt động offline bình thường.
Còn đối với THTG thì chúng tôi thì trước đây là chưa tập trung nhiều vào cái mảng quảng bá trên mạng xã hội, mà chúng tôi tập trung vào việc liên kết offline với các đơn vị có uy tín về về các cái chương trình mà tổ chức chương trình hướng nghiệp, cũng như là các cái trường học, để từ đó chúng tôi tuyển tư vấn cũng như là khai thác tuyển dụng học sinh. Thì một số các đơn vị mà tiêu biểu mà công ty THTG Việt Nam đã phối hợp để triển khai các chương trình du học Đức đến với các em học sinh, thì ví dụ như là Thành đoàn Hà Nội, đúng không ạ? Và hoặc là ngay cả viện các cái viện đào tạo, ví dụ như viện đào tạo Bách khoa của trường đại học của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn có các một số các cái trường, ví dụ như trường Cao đẳng Y tế Bắc Giang, hay là các trường trung học phổ thông, ví dụ như trường Phan Đình Phùng tại Quảng Bình. Đó là một vài những cái đấy là một vài những các cái đơn vị mà công ty hiện tại đang triển khai để mà liên kết ngoài hoạt động. Thì trong một số các cái đơn vị mà trong các đơn vị mà chúng tôi đã liên kết hoạt động thì chúng tôi đang tổ chức các cái hội thảo offline đến tận các địa điểm trường cũng như các cái trung tâm hướng nghiệp, để chúng tôi tư vấn cho các bạn học sinh, sinh viên, các bạn đoàn viên, thanh niên, để các bạn ấy hiểu rõ và nắm rõ về các cái chương trình của công ty đang triển khai, và các bạn có thể tham gia đặt các câu hỏi trực tiếp cũng như là các bạn được tư vấn một cách kỹ càng nhất, để các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn cho mình được một cái lựa chọn sáng suốt nhất để đi du học tại Đức. Đó là và những thành tựu mà công ty chúng tôi đang đạt được trong những năm vừa rồi. Thì trước hết thì công ty chúng tôi là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam mà thực hiện thành công chương trình chuyển đổi bằng cho các bạn thực tập sinh. Ví dụ như tiêu biểu như là chúng tôi đã làm thành công tại trường Cao đẳng Y tế Bắc Giang. 100% các bạn học viên được đào tạo tại công ty, khi mà các bạn đạt đủ chương trình B1 và các thủ tục giấy tờ cần thiết thì đã đều được sang bên Đức học tập và làm việc. Và từ xong trong suốt 5-6 năm vừa rồi thì đã có hàng trăm học viên đã tốt nghiệp và đã sang Đức thành công để học tập và làm việc. Và chúng tôi tự hào là một trong đối tác độc quyền của rất nhiều các đơn vị hướng nghiệp và các trường học trên cả nước. Thì đối với câu hỏi của bạn thì chúng tôi xin phép trả lời như vậy. Thì không biết bạn có hỏi câu hỏi gì thêm không ạ? À, dạ vâng, em có thắc mắc như thế rồi ạ. Thì em cũng cảm ơn anh đã giải đáp cho em. Vâng, xin cảm ơn anh Bùi Anh Tuấn. Đã giám đốc điều hành của công ty đã giải đáp thắc mắc của anh Lộc. Vâng, và vừa rồi thì MC cũng nghe thấy là anh Lộc đã hài lòng với câu trả lời của ban lãnh đạo của công ty THTG, đúng không ạ? Như vậy thì là MC rất mong muốn là những cánh tay tiếp theo từ các thành viên ở trong Zoom chúng ta có thể là lên để có thể là đặt những câu hỏi giao lưu và để ban lãnh đạo có thể là giải đáp những cái thắc mắc cho tất cả chúng ta. Vâng, và MC thì đã nhìn thấy một cánh tay nữa. Vâng, xin mời bạn Bảo An ạ. Bạn Bảo An có thể là mở mic và lên chia sẻ cái câu hỏi của mình cho ban lãnh đạo được không ạ? Dạ vâng, lên cái này em nói không ạ? Vâng vâng, em đã nghe rõ rồi ạ. Vâng, xin kết nối lên đây bạn Bảo An có thể là lên để đặt câu hỏi. Vâng, và xin mời bạn Bảo An ạ. Vâng ạ, trong cái bối cảnh mà đất nước bị chặn với lại tới thì dịch covid nó đang rất là nguy hiểm như thế, thì ở nước mình thì em thấy là không biết là trung tâm THTG Việt Nam mình có ảnh hưởng không, và hiện tại thì là có học viên tham gia quá trình đào tạo, nhưng mà được là
đào tạo trong trong cái thời gian mà đang dịch như thế này, liệu mà học xong thì có được bay không ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Bảo An. Vâng, và xin mời ban lãnh đạo của công ty THTG có thể lên trả lời câu hỏi thắc mắc của chị Bảo An được không ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Anh Tuấn ơi, anh có thể là anh mở mic được không ạ? Anh có thể mở mic được không ạ? Vâng, vâng, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Phan An. Thì đúng là tôi rất là đồng ý với bạn là trong cái thời điểm mà dịch Covid đang rất là căng thẳng như này ấy, thì mọi ngành nghề cũng như mọi đối tượng trong xã hội đều bị ảnh hưởng rất là nặng. Mà không chỉ riêng ở Việt Nam chúng ta mà trên cả thế giới. Thì đồng ý với bạn thì về cái đại dịch Covid đó thì công ty THTG Việt Nam thì cũng không nằm ngoài, cũng sẽ bị ảnh hưởng và sẽ không nằm ngoài những cái tác động đó. Thì đương nhiên thì thay vì mà chúng tôi bị động để chịu cái đại dịch nó cuốn theo hay là bị những cái tác động xấu của đại dịch, thì chúng tôi, công ty chúng tôi đã chủ động chuyển đổi hình thức hoạt động từ offline sang online để thích nghi với dịch bệnh và cũng như phát triển trong cái quá trình này. Thì cũng rất là tự hào và để mà chia sẻ với bạn Phan An và cũng như các bạn ở đây là cái phương thức hoạt động của công ty chúng tôi đã chuyển đổi, hầu như tất cả mọi hình thức hoạt động đều đã chuyển đổi sang online, ví dụ như từ mảng quảng cáo cho đến hội thảo cho đến tư vấn đến tuyển dụng và đào tạo. Và đặc biệt là bây giờ hiện tại ở công ty chúng tôi thì trong tháng 8 vừa qua, trong tháng 8 năm 2021 thì công ty cũng đã khai giảng được 4 lớp học online mới trong tháng 8. Và duy trì suốt trong quãng thời gian đại dịch vừa rồi thì trong công ty luôn có khoảng 100 học viên theo học. Và khi mà các bạn theo dõi trên cái trang website hay là trang fanpage chính thức của công ty thì các bạn cũng nhìn thấy là hàng tuần và hàng tháng thì mặc dù do dịch bệnh và nhiều cơ sở đã bị ngừng hoạt động, nhưng mà đối với THTG Việt Nam thì vẫn có thường xuyên có học sinh đủ điều kiện và đã bay được sang Đức. Mỗi tuần và mỗi tháng đều có các học viên bay được. Và cũng xin phép là chia sẻ thêm với các bạn về cái lát nữa mình sẽ gắn cái đường link liên kết của fanpage của công ty THTG Việt Nam là Du học Đức THTG Việt Nam lên trên cái nhóm chat và trên Zalo, nhóm Zalo để các bạn cùng vào và cùng chia sẻ thông tin với công ty THTG. Và mọi thông tin trên đó chúng tôi đã về cái việc đào tạo hay là việc bay của học viên chúng tôi đã đều cập nhật trên fanpage của mình. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Phan An. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ và giải đáp thắc mắc từ ban lãnh đạo của THTG. Bản thân MC nhìn thấy ở trên khung chat là có rất nhiều bạn là comment là mong muốn là mời các bạn lên đây có thể là giao lưu và chia sẻ. Thực ra thì là MC rất mong muốn là mời những cái câu hỏi tiếp theo, nhưng mà vì cái thời gian buổi Zoom hôm nay thì không cho phép. Và hiện nay thì ban lãnh đạo đã liên hệ được với cả em Lan Anh, là người mà đang định cư và sinh sống ở bên Đức. Em đã lập gia đình cũng như là đang sinh sống ở bên Đức và làm việc tại Đức. Thì MC rất mong muốn nên được kết nối với cả em Lan Anh để em lên có thể là chia sẻ cho chúng ta một cách tổng quan và rõ nét chân thực nhất về cuộc sống hiện tại. Là người người xưa có câu thì nói có sách mách có chứng, để chúng ta hiểu rõ hơn về đất nước, con người cũng như là các ngành nghề và cuộc sống ở bên Đức. Xin mời em Lan Anh có thể bật mic lên để chia sẻ cho tất cả các thành viên trong Zoom. Và sau khi mà em Lan Anh chia sẻ, nếu chúng ta còn thời gian thì MC mong muốn là sẽ kết nối tiếp các cái câu hỏi để có thể chúng ta có thể tiếp tục để giao lưu, và ban lãnh đạo của Viện Đào tạo Bách Khoa cũng như là công ty THTG có thể là tiếp tục trả lời các câu hỏi. Vâng, xin cảm ơn ạ. Và xin mời sự chào đón của tất cả chúng ta dành cho em Lan Anh. Trước khi em xuất hiện, chúng ta hãy comment bằng con số 2 để
chúng ta mong muốn là nhận được những cái sự chia sẻ hết sức sâu sắc và chân thực về cuộc sống đất nước con người ở bên Đức. Vâng, xin cảm ơn tất cả chúng ta. Vâng, xin mời em Lan Anh có thể bật mic lên và chia sẻ cho tất cả chúng ta biết rõ. Dạ vâng ạ, em xin chào tất cả các anh chị, chào MC Chu Thanh Tuyền, chào tất cả các lãnh đạo công ty FTG, cũng như là các phụ huynh và các em học sinh ngày hôm nay đã mong muốn là có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Đức cũng như là những ngành nghề ở Đức. Em là Lan Anh, sinh năm 1993 và em qua Đức được hơn 6 năm ạ. Em bước chân đến nước Đức này là vào ngày 20 tháng 1 năm 2015. Và với em thì cái giây phút đặt chân đến nước Đức là một giây phút thay đổi cuộc đời. Bởi vì như thế này, tuy trong cái quá trình mà em ở Việt Nam thì em học sư phạm ngữ văn thì cũng không hề liên quan bất kỳ những ngành nghề nào sau này lựa chọn có thể đi Đức được. Thành ra là khi mà mình bước chân đến Đức thì tất cả những cái gì bỡ ngỡ nhất, tất cả những cái gì của một nền văn hóa mới, của những cái sự trải nghiệm mới, và lúc đó là mùa đông ở Đức nó lại có tuyết nữa, tuyết dày phủ kín Đức lúc đó, và những cái cảm xúc lúc đó của em thì đến bây giờ em không thể nào mà quên được. Và giống như em tin chắc là giống như rất nhiều những phụ huynh ngồi đây, hay là ban lãnh đạo ngồi đây, hay các em học sinh ngồi đây, thì bản thân em và gia đình của em cũng đã từng có những cảm xúc như vậy, là chưa biết rằng cái con đường tương lai của mình là sẽ như thế nào. Thực ra là như vậy, sẽ chưa biết là sẽ như thế nào. Với em lúc đó thì còn không được như các em bây giờ, là không có cái nguồn thông tin từ mạng xã hội, không có những cái nguồn thông tin trên mạng internet, mình cũng không biết đi tìm hiểu, cái lúc đấy không ngố lúc không biết đi tìm hiểu mọi thứ ở đâu cả. Và nơi mà đưa mình đi mình cũng không có cái sự tin tưởng hoàn toàn đối với họ. Thế nên là cái bước chân của em đến cái Đức ấy, thì lúc đó chỉ đơn giản bởi vì là mình mong muốn có một cái cuộc sống khác đi. Gia đình em thì không phải là một là gọi cũng gọi là gia đình có điều kiện ở Việt Nam, nhưng mà em thì luôn mong muốn là mình sẽ có một cái sự tự lập, và đồng thời là mình sẽ được trải nghiệm những điều gì đó mới. Lúc đó thì đứng giữa hai sự lựa chọn, một là mình sẽ ở Việt Nam xin việc học ngành sư phạm, xin việc là một cô giáo dạy văn tại một trường cấp 2 xinh đẹp nào đó đó, hoặc là đi nước ngoài. Đó, thì giữa cái sự lựa chọn như vậy thì bản thân em và gia đình quyết định là sẽ để chị em học xong cái chương trình cao đẳng. Thì lúc đó em học vừa là chương trình cao đẳng ở Hải Dương, vừa là học chương trình tiếng Đức ở Hà Nội. Và lúc đó cái chặng đường đi của em nó rất là vất vả, là cứ đi đi về về như vậy thì đã vất vả từ phía Việt Nam rồi. Và khi mà vất vả như vậy thì mình thấm thía một cái điều là gì ạ? Là mình phải trân trọng hơn những cái cơ hội mà mình có trong cuộc đời. Và khi mà mình đã lựa chọn thì mình phải có chịu trách nhiệm với cái sự lựa chọn đó. Cái lúc đấy em đi ấy, thì bố em bảo với em một câu như thế này: con đi ấy, mà con xác định là đi nước ngoài là vất vả, con đi là con xác định là đi nước ngoài sẽ không có sung sướng gì, không phải là đi shopping, không phải là đi du lịch như các bạn vẫn đang nói, không phải là thiên đường như các bạn vẫn đang nói, mà con thể tưởng tượng rằng đi nước ngoài ấy, nó có những cái vất vả, nhưng mà sau này con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Và bố đã dành tất cả những cái gì mà gia đình mình có để có thể đưa con đi. Nếu như mà con về, bố em và nói trước là nếu như lúc đấy mẹ con không cố gắng mà con về là con đưa cả nhà xuống ao. Đấy, bố em nói câu đấy thì em sợ rút hết cả người. Lúc đấy mà con không cố gắng mà con về là con đưa hết cả nhà xuống ao thì ai không biết là ai, có ai là dám về không. Và khi đi rồi đúng là mình có qua những cái câu nói của người thân như vậy. Rồi lại đến ông nội em nữa. Trước khi mà em đi thì ông nội em bảo là bố của Lan Anh giao cho Lan Anh một cái cục sắt, cục đá. Và Lan Anh trong cái quá trình mà đi nước ngoài thì con phải biến cục sắt, cục đá nó thành một cái kim. Lúc đó thì em chưa hiểu đâu, nhưng mà trong cái chặng đường 5 năm ở Đức này, qua tất cả những cái khó khăn vất vả, trong cái quá trình em đi làm thêm, trong cái quá trình em học nghề, rồi trong cái quá trình mà em ra trường, thì em hoàn toàn, sau đấy thì em mới hiểu được câu nói của ông em, đó là những cái gì khó khăn nhất, vất vả nhất thì sẽ là những cái năm đầu đời khi mà mình bước đến một cái đất nước mới như vậy. Và mình phải trải qua hết để biến những cái vất vả, khó khăn, những cái thử thách đó trở thành cái cơ hội cho chính bản thân mình. Và trong 3 năm đầu tiên ở Đức thì em đã phải vượt qua những cảnh như là phải thích nghi với một cái nền văn hóa mới này, phải thích nghi với ngôn ngữ mới, phải thích nghi với đồ ăn mới. Lúc đấy là em sinh sống tại Delhi thì gần như là cũng có những đồ ăn Việt Nam, cũng có những đồ ăn của châu Á. Và em trong những năm đầu tiên thì luôn luôn là khi kiếm được một đồng tiền thôi cũng quy ra tiền Việt, cứ 1 euro quy ra 27, 28 nghìn tiền Việt Nam, cứ quy ra như vậy mà không dám tiêu nhiều đâu. Một đồng mình kiếm ra thôi mình cũng quy ra để làm sao để mình tiết kiệm, để mình tiết kiệm. Và trong cái quá trình trong khoảng 3 năm đầu tiên là 3 năm mà em rất
chắc là 3 năm ấn tượng nhất trong cái cuộc đời của mình, đó là trong 8 tháng đầu tiên thì em đi gần như là chỉ là mình đi học tiếng thôi. Lúc đó là em mới có A2, em đã đi sang lớp rồi. Em mới có A2 đang học B1 tại Đại học Hà Nội thì em đã sang lớp rồi. Thành ra là trong cái quá trình đấy là em phải sang đây em học tiếng này, sau đó thi B1 ở bên đây và sau đấy mới đi vào học nghề, chứ có thể là cũng sẽ không được suôn sẻ và thuận lợi như các em bây giờ và các em sau khi các em đã có chương trình B1 các em mới đi. Lúc thì thành ra là mỗi cái chặng đường cũng như là mỗi cái hoàn cảnh con người khi mà sang nước ngoài sẽ không có một ai giống ai cả. Nhưng với bản thân em trong những cái quá trình mà em đã trải nghiệm qua thì em cảm thấy là cho dù là con gái hay là con trai, các em đã quyết định đi nước ngoài, nó cũng được một nước Đức nói riêng hay là đi nước ngoài nói chung, thì cần phải chuẩn bị cho mình một thứ được gọi là ngôn ngữ tốt. Tức là các em sẽ phải trang bị cho mình cái kiến thức ngôn ngữ, ngữ pháp tốt, trước hết là ngữ pháp thật tốt ở Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì khi sang nước ngoài này thì các em sẽ được giao tiếp nhiều hơn. Đó, cái ngữ pháp ở Việt Nam mình là tốt nhất. Em thấy khi mà đi học ấy, thì ngữ pháp ở Việt Nam mình là tốt nhất. Còn sau này em trải nghiệm những cái thầy cô ở bên đây thì hầu hết là các thầy cô sẽ dạy mình về kỹ năng nói nhiều hơn. Đấy, tức là vào phần thực tập nhiều hơn. Thì các em khi mà các em, nếu như các em đã quyết định là đi nước ngoài thì các em hãy học ở Việt Nam và các em sẽ học được ngữ pháp chắc nhất. Tức là có cái nền tảng chắc nhất để sau đấy khi mà sang nước ngoài rồi các em đặt chân được sang bên đây thì các em sẽ bắt đầu là chỉ có vào phần thực hành mà thôi. Thì các em sẽ hiểu được là tại sao lúc đấy cái câu nói đó mình lại phải nói như vậy. Đó, thì cái chặng đường của em đi thì em cảm thấy được là thứ nhất là cần phải có một ngôn ngữ tốt. Cái thứ hai đó là cái hành trang cho mình là mình phải chuẩn bị sẵn một cái tư duy, đó chính là những cái con đường phía trước của mình có thể là khó khăn, vất vả, thử thách, nhưng nó sẽ cho mình một cuộc sống khác, một cái tương lai khác. Và cái tương lai đó nằm trong tay của mình, chứ không phải là nằm trong tay của nước Đức. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi sang đây thôi thì trong chính bản thân của em là một trong năm người ra trường được. Trong cái đoàn lúc đó là hơn trong một, thì em là một trong năm người ra trường được. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì là khi sang đây thì lúc đó chúng em không có cái định hướng rằng là các em hãy học đi, các em hãy cố gắng để mà có một cái tương lai, có một cái ngành nghề gì đó ở Đức. Em tin chắc là những bạn khác cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như em, đó là khi mà bước chân sang đây thì sẽ có rất nhiều những con đường khác để lựa chọn. Ví dụ là gì ạ? Ví dụ như là kết hôn, ví dụ như là có con, để làm sao để làm giấy tờ để mà tồn tại tại nước Đức này. Thì chính bản thân em thôi, những người thân ở bên đây của em họ cũng nói với em là gì? Thôi học làm gì nữa, ra ngoài kiếm tiền đi. Ví dụ như vậy, hay là những người bạn của em cũng thế, họ cũng bảo là thôi ra ngoài kiếm tiền, chứ học làm gì nhiều. Đấy, nhưng mà lúc đó ấy, bản thân mình là gì? Bản thân mình là cố gắng để làm sao mình có được một cái tấm bằng ở Đức. Cái bằng ở Đức là nó thực sự vô cùng quý giá các anh chị ạ. Giống như em ra trường rồi em lại cảm nhận quý giá hơn. Cái điều đó là gì? Ví dụ như năm 2021 vừa rồi là em có đến từ tháng 1 đến tháng 6 là em không có đi làm. Em không có đi làm ở trong ngành điều dưỡng nhá. Em không hề đi làm luôn. Nhưng mà em vẫn nhận được lương. Ở đây là lúc đó là em xin nghỉ ốm, cũng như là em đang học một cái ngành tài chính. Bây giờ học thêm một ngành tài chính thì em quyết định là em sẽ dừng cái việc làm điều dưỡng lại. Tức là mình đang thử thách bản thân mình với một cái ngành mới đấy. Thì em dừng ngành điều dưỡng lại, gác lại cái ngành đấy. Nhưng trong cái lúc đấy khi mà em đã ra trường được rồi thì em biết một điều là chỉ cần một cuộc điện thoại của em thôi thì em sẽ lập tức có việc, hoặc là viện kia họ luôn luôn chào đón em. Và đến bây giờ thì em vẫn khẳng định mình là đúng. Tức là khi mình đã ra trường rồi, đó là kể cả mình có theo ngành hay không, mình có làm hay không, nhưng mình đã có được một cái bến đỗ an toàn. Một cái bến đỗ an toàn để làm gì ạ? Để mình tự lập. Và em cũng xin thưa với các anh chị, đó là em lấy chồng Tây. Thì đó cũng là một trong những lý do mà mọi người bảo em, lúc đấy mọi người bảo em là tụi em học làm gì nữa. Bởi vì lấy chồng Tây là cái con đường của em nó rất là an toàn rồi. Mà lấy chồng Tây thì là một trong ba con đường để có thể ở lại Đức, đúng không ạ? Một là lấy chồng Tây để mình có thể ăn theo chồng. Hai là có con để mình có thể ăn theo con. Và ba là mình học để mình có được tấm bằng cho mình và ra trường thì mình có thể xin visa theo cái con đường học của mình. Thì lúc đấy khi mà yêu cái anh bạn Tây này ấy, thì mọi người đều bảo em là học làm gì nữa. Nhưng mà trong cái suy nghĩ của em lúc đấy thì em muốn là chứng minh cho gia đình nhà chồng là một. Cái thứ hai là chứng minh cho mọi người thấy. Và cái thứ ba là chứng minh cho chính bản thân mình rằng là gì? Khi mình sang nước ngoài mình không có phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Không phụ thuộc vào gia đình mình phía Việt Nam, bởi vì lúc đó là mình đã có thể tự kiếm tiền trên cái đôi bàn tay của mình. Không phụ thuộc vào gia đình nhà chồng, kể cả là Tây hay là ta. Không phụ thuộc vào cái việc là mình xin visa bởi cái vấn đề gì,
mà lúc đấy mình phải biết rằng là mình có một cái tấm bảng hiểm như em vừa nói đó, đó là mình có thay đổi nói như thế nào thì vẫn có một cái bến đỗ an toàn. Thay vì cái việc đó là mình phụ thuộc vào người đàn ông trong vòng 3 năm, mình phải có cái được gọi là trách nhiệm và nghĩa vụ là gì ạ? Là phải sống hạnh phúc, là phải ở bên cái người đàn ông đó. Ở đây em nói là gì? Em muốn đến với một người đàn ông là vì tình yêu. Là vì tình yêu chứ không phải là một bộ giấy tờ. Kể cả là người đàn ông đó là người đến từ đất nước Việt Nam, hay là người đến từ châu Âu, hay là bất kỳ một đất nước nào khác. Thì em vẫn muốn đến với người đàn ông đó bằng một tình cảm chân thành, chứ không phải là vì là anh ta cho em một bộ giấy tờ nào đó. Còn khi mà các em sau này các em sang đến nước nước ngoài thì các em sẽ hiểu là gì, cuộc sống ở bên đây đôi khi là sẽ là một cuộc sống vì giấy tờ rất là nhiều. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ sống trong cái cảnh là gì ạ? Khi mà mình có được giấy tờ thì mình là người độc lập tự do. Là người độc lập tự do, mình đi trên đất nước của họ, mình không phải trốn chui trốn nhủi, mình được đi du lịch đây đó. Ví dụ như bản thân em thôi thì em muốn đi du lịch bất kỳ đất nước nào cũng được. Kể cả như đến đất nước khác như Mỹ thì em chỉ cần xin visa là em có thể đi được luôn. Chứ không có khó khăn gì cả. Nhưng nếu như mình là một người không có giấy tờ thì mình làm sao có những cảnh như vậy? Đặc biệt này, cái đợt Covid vừa rồi đi. Cái đợt Covid vừa rồi thì có phải là những người không có giấy tờ sẽ vô cùng vất vả, vô cùng khó khăn, nếu như mà kể cả ốm đau cũng không thể nào bệnh viện được. Đó thì đấy là lý do mà bản thân em thấy được rằng là mình sẽ luôn luôn phải đứng trên đôi bàn chân của mình, kiếm tiền bằng đôi bàn tay của mình, và tự bản thân mình phải là một người có bản lĩnh, là một người có sự tự tin, sự tự chủ. Và cái đầu tiên đó chính là mình phải có một tư duy của sự tự chủ trước. Còn bản thân em lúc đấy hoàn toàn có thể dựa vào người đàn ông của mình, hoàn toàn có thể, nhưng em không muốn cái điều đó. Và cái lúc đấy là em phải tự đưa ra cái sự quyết tâm, đó là visa của em trong vòng 3 năm. Trong vòng 3 năm đầu tiên thì em chỉ có lấy visa đi học thôi. Kể cả lấy chồng rồi em vẫn làm visa của đi học và visa của theo nghề. Lúc đấy là nhất quyết không lấy visa theo chồng. Mà đến sau một năm khi mà em ra trường rồi, em ổn định công việc rồi, lương của em rất là cao rồi, thì em mới lấy visa theo chồng. Lúc đó là mình không còn một cái gì, mình suy nghĩ rằng là mình có phải vì là, tức là cho chính cái tâm lý của mình và cái tư duy của mình nhé, là mình đến cái người đàn ông này có phải chỉ vì một bộ giấy tờ hay không. Thì đấy là sau hẳn một năm khi mà em ra trường, mọi thứ quá là ổn định với em rồi, thì em mới lấy visa theo chồng. Còn trước đó tất cả visa của em đều là visa đi học, tức là nếu như mà mình học hành không tới nơi tới chốn ấy, thì rất có thể là mình sẽ phải về nước. Tất nhiên là gì? Tất nhiên lúc đấy cái người chồng của mình kể cả có hoàn cảnh nào anh cũng cứu mình thôi. Nhưng mà em đã để cho mình rơi vào một cái trạng thái như vậy để làm sao để mình cố gắng, để cho mình có một cái tâm thái, đó chính là mình phải đi đến cái con đường, cái cuối con đường mà mình đã lựa chọn. Và trên cái con đường đó thì em cũng chia sẻ với quý anh chị, đó là em vẫn đi làm thêm lúc đấy là 7 ngày trên 7 ngày cơ. Tức là em đi học về hoặc là đi thực tập về, em vẫn đi làm thêm tại các quán sushi ở Đức này, hoặc là em đi làm thêm tại những đi làm bồi tại những cái quán ăn ở Đức. Đó thì cái việc mà em nói thật là trong cái quá trình mà em đi làm thêm như vậy ấy, là em kiếm tiền còn nhiều hơn là em học nghề gấp đôi lương em đi học nghề. Và bằng cái số tiền mà những người sang Đức này họ đã sống nhiều năm ở Đức này, tức là cái tiền mà em kiếm ra lúc đấy là gần như bằng lương cứng của rất nhiều các anh chị em, làm đầu bếp hay là không chưa có giấy tờ, thì gần như là ví dụ như em một tháng em kiếm được khoảng 1.500 đến gần 2.000, chưa kể tiền học nghề của em. Thì lúc đấy là cái số tiền đấy là cái số tiền nó cũng đã làm cho bản thân em suy nghĩ là gì, ui hay là mình ra ngoài mình làm đi, mình không cần học nữa. Thì học thì lương học nghề của em thì đâu được cao như các em bây giờ đi đâu. Lương nghề lúc đấy của em là được 700 650 đến 800, năm thứ nhất 650, năm thứ hai 700, năm thứ ba 800. Thì lúc đấy thì nếu như mình đi làm thì có phải là nếu như em dành toàn tâm toàn sức em đi làm nữa thì cái lương bồi của em nó còn sẽ còn cao hơn không? Sẽ còn cao hơn cả cái việc là em phải đi học, mà em lại phải cân giữa việc đi học và đi làm như vậy. Nhưng mà suy cho cùng là gì? Mình nghĩ là một con đường tương lai lâu dài, đó là cái việc mà mình kiếm được ra cái nguồn tiền lúc đó, cái nguồn tiền từ cái việc đi bồi ấy, nó chỉ là cái con nguồn tiền trước mắt thôi. Tại sao em lại có thể kiếm được nhiều hơn những anh chị ở làm việc ở trong bếp như vậy? Thì thứ nhất là em cũng khá là nhanh nhẹn khi mà em làm bồi ở bên đây. Thì nếu như các bạn nào sau này sang đây mà trải nghiệm không được làm bồi ấy, thì mình sẽ không phải chỉ có lương cứng mà mình sẽ có tiền hoa hồng, người ta gọi bên đây nó gọi là tiền trip ấy. Thì những người mà người ta đến ăn hay người ta đến uống nước tại cái quán ăn của mình thì người ta sẽ tặng cho mình cái tiền trip đó nếu như mà mình làm việc tốt đó. Thì bản thân em đi làm thì gần như tiền trip bao giờ bằng nửa lương rồi, bằng phần lương như nào thì tiền trip là bằng như vậy rồi.
em chỉ có chia với chủ hoặc là chia với những người bồi đi cùng với mình thôi. Thành ra cái tiền của em lúc đó bằng ngày nào em có cảm giác như này thôi. Ngày nào em về em đếm tiền anh chị ạ, ngày nào về em đếm tiền. Từ là dạ vâng, nó bên Đức Hải nó gọi là trên cây thì nó là tiền tip khi mà mình đi làm mồi. Thì tại sao ngày nào em về em cũng đếm tiền, 20 oi cũng ngồi đếm tiền, 30 oi cũng ngồi đếm tiền, 35 oi cũng ngồi đếm tiền. Sau lúc đấy tiền tip thì lại hay có tiền xu anh chị ạ. Thế là ngồi cứ đếm từng đồng tiền xu một, xong chắc nhặt lại xong lại gửi về cho bố tốt của em. Em đã từng chia sẻ với ban lãnh đạo là gì, em có một niềm đam mê bất tận, không phải là với túi xách hàng hiệu, không phải là với điện thoại đắt tiền, không phải là với những cái thứ xa xỉ. Em có một niềm đam mê bất tận là có thể gửi tiền về cho bố của em, tức là chỉ cần là từ euro quy ra được Việt Nam đồng, chuyển tiền tài khoản bố em tinh tinh, bố em vui là em hạnh phúc. Ngày hôm qua bố em nhắn cho em như thế này, đối với em thì đấy chính là cái niềm hạnh phúc mà mình làm gì cũng được, mình làm gì mình cũng có thể vui vui sống tại nước ngoài. Đây, cái niềm hạnh phúc của em là như thế này. Hôm qua em thì đang phát triển kinh doanh nữa, thì hôm qua kể với bố về phát triển kinh doanh của mình thì bố em bảo là bố thấy rất nhiều người biết về con, mọi người bảo bố đẻ ra con là một người con gái biết làm ăn ngoan ngoãn, với mọi người lại có hiếu chăm lo cho bố mẹ, bố rất tự hào với con gái bố. Thì đối với em là cái sự tự hào của bố em là quan trọng nhất. Đấy, đó chính là cái gần như là một cái kim chỉ nam để em có thể bước đi trên cái con đường của mình, kể cả những giây phút khó khăn nhất. Nếu như bạn nào theo dõi em thì sẽ thấy em mới làm cái video là gì, em cứ trong cái chặng đường mà em đi làm thêm ấy, thì em cũng đã trải qua những cái cảm giác ví dụ như là mình đứng ở một cái trời tuyết mà mình không có tàu để về nhà. Bởi vì sao? Bởi vì tuyết mùa đông ở nước Đức thì ở Berlin là tàu bè đã là vô cùng thuận lợi rồi nhé. Nhưng nếu như vào cái ngày mà tàu mà vào cái buổi đi làm khuya về như vậy, thì khi mà mình đi làm về là trên cái chặng đường đó mà không có tàu nó không đến được vì chỉ đi tuyết thôi ấy, thì đã từng có những giây phút là em phải ở ngoài đường, không có về được nhà, em ở ngoài đường đến tận 2-3 giờ sáng. Và trong cái cảnh là gì, trong cảnh tưởng tượng anh chị thấy là lúc đấy không có một người Việt Nam nào cả, chỉ có bên xung quanh em lúc đấy mình chỉ thấy những người da trắng thôi, rất là thưa thớt trên đường vì lúc đã đêm rồi. Và bản thân mình là một cô gái có 45 kg, thậm chí có những lúc chỉ có 42 kg, đứng giữa một cái trời tuyết như vậy thì cái cảm giác là gì ạ, cô đơn đúng không ạ, lạc lõng đúng không ạ. Vậy thì cái gì là kim chỉ nam để cho em có thể bước tiếp trên cái chặng đường đó của mình? Đó chính là gia đình của mình, đó chính là người bố của mình, đó chính là sự tự hào của gia đình. Bởi vì bất kỳ một bạn nào khi đi nước ngoài thì ngoài cái ước mơ của chính mình còn mang theo niềm tự hào của gia đình, thậm chí có những bạn đã là niềm tự hào của cả một dòng họ. Cái thời của em đi lúc đấy chưa có nhiều bạn đi nước ngoài như bây giờ, thì đó sẽ là niềm tự hào của cả một dòng họ nữa. Thế nên em có cái trách nhiệm của mình, đó là trách nhiệm phải sống tốt, phải có bản lĩnh để mình vượt qua được tất cả những cái điều đó. Và cho đến thời điểm này, trải qua 6 năm tại Đức, thì em đã dần dần biến cái hòn đá mà ông em nói dần dần trở thành một cái kim rồi. Và tất cả những gì mà em đã vượt qua, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe câu chuyện của em. Nếu như có những cơ hội tốt hơn thì em cũng rất mong muốn chia sẻ nhiều hơn. Bởi vì trong chặng đường 6 năm thì chắc hẳn là đã có vô cùng nhiều những câu chuyện khác nhau để có thể chia sẻ với phụ huynh, với ban lãnh đạo cũng như là các em học sinh tại đây ạ. Xin cảm ơn cả nhà mình ạ. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của em Lan Anh rất nhiều. Vâng, và vừa rồi chúng ta vừa được nghe sự chia sẻ vô cùng tuyệt vời từ em Lan Anh. Chúng ta đã hiểu được rất rõ về những cái bước đi và sự chia sẻ chân thực của em từ khi mà em từ Việt Nam sang Đức như thế nào, đúng không ạ? Và sau khi lắng nghe sự chia sẻ của em thì thật sự là bản thân em rất thấy là vô cùng cuốn hút và cảm thấy là nước Đức là một bầu trời rộng mở cho tất cả chúng ta và tất cả những bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh sinh viên. Sau khi nghe bài chia sẻ của Lan Anh thì cảm thấy là vô cùng háo hức. Bản thân mình cũng đang rất là nôn nóng và mong muốn là có cái cơ hội làm sao mà trẻ lại để có thể là đi du học Đức. Vâng, và cảm ơn sự chia sẻ của em rất nhiều. Và với những cái kiến thức và sự chia sẻ của em Lan Anh thì MC cũng rất là hy vọng là giúp cho tất cả các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên chúng ta hiểu rõ hơn về đất nước, con người, cuộc sống, các ngành nghề và đặc biệt là mức lương như Lan Anh nói, có rất nhiều tương lai rộng mở khi mà chúng ta sang Đức, chúng ta có thể đi du lịch, đúng không ạ?
mà trong các nước EU này chúng ta có thể là kiếm thêm công việc làm, ví dụ như Lan Anh có thể là làm bồi bàn và kiếm thêm thu nhập. Và cái điều đặc biệt đó là Lan Anh là một trong những người con rất là có hiếu, đúng không ạ? Luôn luôn là lo lắng cho gia đình và gửi tiền về. Đó là những cái niềm hạnh phúc nho nhỏ cho gia đình thôi, nhưng mà đó là quả thật là một cái sự chia sẻ cũng như là sự thương yêu bố mẹ ở quê nhà rất là lớn. Và mong rằng là tất cả các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên sau này chúng ta cũng có những cái định hướng rõ ràng và không còn băn khoăn. Và THTG chính là sự lựa chọn đặc biệt và tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là tất cả những cái sự chia sẻ đó sẽ góp phần tự tin hơn cho tất cả các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên đối với cái việc lựa chọn một công ty uy tín để có thể là đưa con em mình đến một cái hành trình tươi sáng mới như Lan Anh vừa chia sẻ. Vâng, và sau đây là phần chúng ta còn ít phút thời gian nữa thì chúng ta sẽ có phần giao lưu thêm. Vâng, và trên màn hình thì hiện nay MC còn thấy đó là em Tình Vũ còn giơ tay và chị Phan An còn giơ tay, đúng không ạ? Chúng ta còn hai câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ rất mong muốn là mời các bạn lên đây để có thể đặt câu hỏi và ban lãnh đạo sẽ tiếp tục trả lời. Vâng, xin mời bạn Tình Vũ ạ. Bạn Tình Vũ có thể lên đặt câu hỏi và vâng, xin mời bạn ạ. Bạn có thể mở mic và đặt câu hỏi ạ. Vâng, anh MC có nghe rõ em nói không? Vâng, mình nghe rõ bạn ơi. Lời đầu tiên thì em xin kính chào mọi người. Em cảm ơn sự chia sẻ của chị Lan Anh. Và em là Tình, em đang ở Hà Nội. Em có một số thắc mắc muốn gửi hỏi và đến lãnh đạo của công ty. Thì bởi vì như mọi người cũng biết ấy, thì tình hình dịch bệnh hiện nay ấy, thì bản thân em cũng như mọi người thì cũng rất là băn khoăn về vấn đề đi du học ở nước ngoài cũng như là nước Đức nói riêng. Thì không biết là anh có thể, ban lãnh đạo của công ty có thể chia sẻ cho em cũng như mọi người rõ hơn về cái chi phí du học nước Đức này. Tiếp theo là cái vấn đề về nhập cảnh và mức độ an toàn của nước Đức hiện nay. Vâng, em xin cảm ơn. Vâng, xin mời ban lãnh đạo chúng ta có thể lên để trả lời cái câu hỏi của thắc mắc của bạn Tình Vũ được không ạ? Alo. Rồi, cảm ơn bạn Tình Vũ. Xin cảm ơn bạn Anh đã chia sẻ rất là thiết thực vừa rồi, những chia sẻ của bạn và rất bổ ích. Đây đều là hình dung ra và cũng mừng tượng ra được cuộc sống bên Đức nó cần phải có những cái gì, những điều tốt đẹp gì đang chờ đón chúng ta. Thì với câu hỏi của bạn Tình Vũ thì như bạn cũng hỏi thì công ty đi bạn như sau. Chúng ta rất là thấu hiểu quan lo lắng của Vũ và các bạn học viên cũng như gia đình học viên, nhất là trong cái thời điểm đại dịch Covid đang bùng phát rất là nặng nề, như rất là nhanh và rất là ảnh hưởng rất là lớn đến các cái mọi mặt của xã hội. Thì và nhất là cái vấn đề mà nhiều gia đình cũng như nhiều học viên cũng đang rất là, thậm chí là đang cân nhắc và đang rất là thận trọng trong những lựa chọn cho việc đi du học. Thì trước hết thì chúng ta cũng chắc hẳn bạn Tình Vũ cũng như mọi người cũng không thể mà cũng đồng ý với ba công ty chúng tôi rằng là chúng ta không thể nào bị đại dịch nó cuốn theo hoặc là nó khống chế, mà nó chi phối cuộc sống và tương lai của con cái cũng như gia đình mình trong tương lai, đúng không ạ? Thì mà ngược lại thì chúng ta, theo chúng tôi nghĩ thì chúng ta nên phải chủ động và có những hành động thực tế để chiến đấu với đại dịch. Thì như phần đầu mà anh Hưng có chia sẻ với các bạn thì một cái khung chương trình học đào tạo để đạt được trình độ B1 để đủ điều kiện cho các bạn học viên sang bên Đức học tập và làm việc, thì cái khung chương trình đó nó sẽ tốn một khoảng thời gian tầm khoảng từ 6 tháng đến 8 tháng đào tạo. Và thứ hai nữa là với thời điểm dịch này thì công ty THTG Việt Nam có tổ chức các cái
khóa học online cho các bạn. Các bạn có thể tham gia trực tiếp những khóa học online đó để các bạn có thể trau dồi kiến thức để học tập, và để mà chúng ta vẫn có thể thực hiện hoàn toàn đủ đúng theo các cái lưu trình học mà công ty THTG Việt Nam đã đề ra. Và như vậy là thay vì việc chúng ta ngồi yên để bị đại dịch Covid nó ảnh hưởng, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm việc online, có thể học tập online, và sẵn sàng sau khi mà đại dịch Covid đã được khống chế thì chúng ta lúc đó chúng ta đã được học tập và đã đủ được điều kiện đáp ứng trình độ học tập về tiếng Đức, và chúng ta chỉ cần việc chỉ làm việc nốt những cái hoàn thành nốt những cái phần giấy tờ thủ tục còn lại, và chúng ta hoàn toàn có thể sang bên Đức học tập và làm việc ngay sau đại dịch. Thì đối với chi phí mà du học người Đức mà tại công ty THTG Việt Nam đang áp dụng cho các bạn học viên, thì trước hết đối với chương trình THTG Việt chương trình của công ty THTG Việt Nam thì có hai chương trình, là chương trình nhất là chương trình du học sinh học nghề 3 năm tại Đức. Chương trình thứ hai là chương trình chuyển đổi bằng cho các bạn đã có bằng trung cấp cao đẳng nghề theo đúng chuyên ngành mà bên Đức yêu cầu. Thì đối với chương trình này thì sẽ có các cái mức phí như sau. Đối với chương trình mà chuyển đổi bằng thì là mức phí là đối với công ty đang áp dụng là 5.000 euro trên một học viên. Đối với chương trình mà du học nghề thì công ty đang áp dụng là 9.000 euro trên học viên. Đây là những mức phí đã chọn gói và đã bao gồm hoàn toàn tất cả mọi chi phí từ học tập, đào tạo cho đến các dịch vụ. Là các bạn sẽ không chịu bất kỳ một khoản phí phát sinh nào từ lúc các bạn đăng ký nhập học cho đến các bạn sang học tập và làm việc tại bên Đức. Và thấu hiểu với những cái suy nghĩ của bạn Tình cũng như phần đa số tất cả các bậc phụ huynh và học sinh, thì đối với chương trình du học nghề thì công ty THTG Việt Nam đã chia thành 3 giai đoạn đóng phí, mục đích là để giảm áp lực tài chính cho gia đình của các bạn. Thì 3 giai đoạn nộp phí này thì sẽ gồm có là giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đầu là khi các bạn đăng ký tham gia chương trình đào tạo tại công ty. Giai đoạn thứ hai là sau khi các bạn đã học xong chương trình A1, và số tiền còn lại thì các bạn sẽ đóng khi các bạn đã nhận được visa và hợp đồng tại bên Đức để sang Đức du học. Thì như vậy là cái việc vấn đề về chi phí là cũng được giảm áp lực rất là nhiều. Bên cạnh đó thì các bạn học sinh sang học sinh cũng như là các bạn từ học sinh sang bên Đức du học nghề thì có đối với nước Đức thì có rất là nhiều các cái chương trình để hỗ trợ cho các bạn rất là thuận lợi. Ví dụ như là miễn học phí hoàn toàn cho các bạn khi các bạn học theo học tại Đức. Thứ hai là hưởng trợ cấp học nghề sẽ dao động tùy từ ngành nghề và từng bang, sẽ từ 850 euro trên một tháng cho đến 1.300 euro trên một tháng. Và sau đó là khi các bạn học xong, tốt nghiệp xong thì các bạn có cơ hội đi làm ngay. Nhưng trong quá trình học các bạn hoàn toàn có cơ hội để làm thêm và kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống của mình, cũng như là có những khoản tiết kiệm như bạn Lan Anh vừa chia sẻ cũng khá là nhiều, đúng không ạ? Và cái thứ tư nữa mà được nhà nước Đức đang hỗ trợ trong cái thời gian này là được hỗ trợ bạn định cư vĩnh viễn tại Đức sau 5 năm, 3 năm học nghề và 2 năm đi làm, là các bạn có đủ điều kiện để có thể xin cái thẻ định cư vĩnh viễn tại Đức. Và khi xin thẻ định cư vĩnh viễn tại Đức thì các bạn đã được hưởng mọi quyền lợi cũng như chế độ phúc lợi xã hội giống như người bản địa. Và từ về cái độ an toàn của nước Đức ấy, thì theo công ty cập nhật thông tin mà công ty đã cập nhật thì từ tháng 5 năm 2021 thì đã có trên 90% người dân của Đức đã được tiêm phòng vaccine chống Covid, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy một cách khách quan rằng là nước Đức là một trong những nước quốc gia mà có cái sự an toàn hàng đầu trên thế giới hiện nay, nhất là trong đối khi mà đang chống chọi với đại dịch Covid như thế này.
Rồi xin cảm ơn câu hỏi của bạn Tình ạ. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời từ ban lãnh đạo của THTG. Vâng, thì em chỉ nhìn thấy là trên này chúng ta còn một số cánh tay giơ lên là của bạn Lê Trung và của anh Lê Minh Đức và chị Phan An. Tuy nhiên là đây cũng là cái khoảng thời gian mà chúng ta đã thực hiện Zoom quá 7 phút rồi. Thì MC cũng xin mạn phép đại diện cho ban lãnh đạo cũng như là ban lãnh đạo của THTG và Viện Đào tạo Bách Khoa xin phép dừng buổi Zoom tại đây. Và trước khi kết thúc Zoom thì rất mong tất cả những cái bạn mà đang có mong muốn là đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo thì chúng ta hãy có thể là tham gia vào buổi Zoom thứ bảy hàng tuần tiếp theo, hoặc là chúng ta có thể là vào cái đường link vào cái group giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các bạn. Xin mời bộ phận kỹ thuật có thể là gửi cái đường link của nhóm giải đáp thắc mắc của con đường du học Đức để có thể là những thành viên mà mong muốn nhận được những cái có những cái câu hỏi và nhận được những cái câu trả lời từ ban lãnh đạo của THTG và Viện Đào tạo Bách Khoa có thể vào đó và chúng ta có thể là nhận được những cái câu trả lời giải đáp vào trong nhóm ạ. Vâng, và ngay lúc này đây thì cũng là một giờ thời khắc vàng và MC xin phép ban lãnh đạo là được dừng buổi Zoom, và trước khi kết thúc Zoom thì MC xin kính chúc tất cả chúng ta có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc mọi người luôn bình an trong và vượt qua cái thời kỳ đại dịch Covid. Xin chân thành cảm ơn tất cả ekip mà đã hỗ trợ hôm nay có một buổi Zoom thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thân mến, Viện Đào tạo Bách Khoa là một trong những đơn vị trực thuộc tập đoàn Bách Khoa Group. Tập đoàn Bách Khoa Group này của chúng tôi hoạt động trên nhiều lĩnh vực và trên 28 năm hoạt động. Chúng tôi hoạt động đa ngành đa nghề với chính sách là phát triển holding. Khi mà doanh nghiệp của các bạn có một dự án nào cần đầu tư thì lập tức Bách Khoa Group sẽ đầu tư vào cho các bạn bằng nguồn lực tài chính, bằng nhân sự, bằng các công nghệ kiểm tra quản trị. Thì dưới cái Bách Khoa Group chúng tôi có cái Viện Đào tạo Bách Khoa chuyên đào tạo, huấn luyện và coaching cho các cái CEO, các cái doanh nghiệp, các cái chiến lược quản trị doanh nghiệp 4.0 áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp cho chúng ta đạt hiệu quả. Viện Đào tạo Bách Khoa, tôi xin chia sẻ vài nét về Viện Đào tạo Bách Khoa cũng như là hồ sơ năng lực. Viện Đào tạo Bách Khoa như bạn biết là hiện tại là có rất nhiều cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Thì chúng ta có thể biết thông tin chi tiết, chúng ta có thể tìm hiểu trên cái website của chúng ta, đó là Viện Đào tạo Bách Khoa .edu.vn, hoặc là chúng ta có thể liên lạc trực tiếp cái số hotline đó là 0968 716968. Đầu tiên là chúng tôi chia theo cái phân khúc là đào tạo các cái lớp huấn luyện dành cho các nhà quản lý. Thứ nhất là nghề giám đốc, có nghĩa là CEO toàn diện, huấn luyện cho CFO, có nghĩa là giám đốc tài chính, huấn luyện cho CCO, có nghĩa là huấn luyện cho giám đốc kinh doanh. Chúng tôi có những lớp huấn luyện cho CMO, có nghĩa là giám đốc marketing chuyên nghiệp, hoặc là CHRO, có nghĩa là giám đốc về nhân sự. Chúng tôi có những lớp huấn luyện giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp, hoặc là huấn luyện các cái lớp CIO, nghĩa là các cái lớp cho giám đốc công nghệ thông tin. Chúng tôi có những lớp đào tạo dành cho nhà quản lý, đó là đào tạo và coaching giám đốc sàn giao dịch bất động sản. Thì bạn biết rồi, ngày hôm nay khi chúng ta thành lập một doanh nghiệp bất động sản, không có thể đơn thuần là chúng ta có tài chính, chúng ta mua một dự án này với giá vừa phải và chúng ta bán ra cho chúng ta có lời. Thì trong đó chúng ta phải biết được các cái thông tư, nghị định, các cái luật, hành lang pháp lý về lĩnh vực bất động sản. Chúng ta phải biết cách nghiên cứu thị trường về bất động sản. Chúng ta phải biết cách marketing cũng như là quản lý sàn giao dịch, và chúng ta biết cách để cho sàn giao dịch chúng ta gồm có các cái nhân sự là gồm có phó giám đốc, các cái trưởng phòng và nhân sự, chúng ta làm sao chúng ta hoạt động hiệu quả và chúng ta lan tỏa cái mô hình này để chúng ta có nhiều sàn giao dịch. Thì cái này là chúng tôi chia sẻ cho bạn thực chiến, trong vòng 21 ngày bạn sẽ trở thành một cái giám đốc sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong các cái lớp dành cho nhà quản lý gồm có tài chính, kế toán dành cho nhà lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp. Bạn biết rồi, doanh nghiệp chúng ta cần phải có một cái văn hóa để làm sao chúng ta có những nét đặc trưng so với các cái đối thủ doanh nghiệp khác. Chúng ta có những lớp quản trị sự thay đổi, kỹ năng tạo động lực cho nhân viên,
cũng như là kỹ năng quản trị cho nhà quản lý. Chúng ta có những cái lớp đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả thì bạn biết rồi, các cái nhà quản lý thì cần phải truyền đạt và chúng ta chia sẻ mục tiêu, chúng ta là chia sẻ tầm nhìn và chúng ta phát triển, đó là những lớp dành cho nhà quản lý. Ngoài ra, Viện Đào tạo Bách Khoa còn có các kỹ năng ở đây, thời gian ngắn tôi sẽ chia sẻ những kỹ năng chuyên nghiệp, đó là kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian cũng như kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, thuyết trình và chủ trì cuộc họp, kỹ năng bán hàng, đàm phán thương lượng, kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, kỹ năng chốt sale hiệu quả, vân vân. Ngoài ra, Viện Đào tạo Bách Khoa còn có một bảng đào tạo về thẩm định, đó là thẩm định về giá, kinh tế thị trường giá cả, nghiên cứu thị trường về giá. Ngoài ra, Viện Đào tạo Bách Khoa còn đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, ví dụ như là chuyên cung cấp các cái gói đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Các chương trình được thiết kế đặc biệt phù hợp với mục tiêu đào tạo và những đặc thù của từng doanh nghiệp. Thì các bạn có cái đặt vấn đề kỳ vọng và chúng ta cũng định hướng nhân viên của chúng ta, mà trong cái đội ngũ đào tạo nội bộ của bạn, bạn không thể làm được. Bạn cần có một cái lực lượng đào tạo cũng như một đơn vị đào tạo bên ngoài để chúng ta có một luồng gió mới. Thì đây, Viện Đào tạo Bách Khoa sẽ là một cái đơn vị bạn sẽ chọn lựa rất là tuyệt vời. Tại vì chúng tôi có nhiều chuyên gia và nhiều những nhà đào tạo có kinh nghiệm thực chiến và những nhà đầu tư hiệu quả biết các bạn sẽ cần ở đâu và chúng ta đào tạo. Ngoài ra, chúng tôi còn có những cái chuyên đề dành cho cơ quan nhà nước, ví dụ như là bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chăm sóc hòa giải cơ sở, nghiệp vụ dân phòng, tra cứu và vận dụng pháp luật, quản lý nhà nước, kỹ năng lý luận chính trị, thực hiện chính sách lao động, việc làm và phát triển, đạo đức công vụ, công chức, v.v. Về lĩnh vực pháp luật thì chúng tôi có những khóa, ví dụ như là khóa đào tạo về pháp luật chuyên ngành về kinh doanh bất động sản, pháp luật về quyền tài sản. Ngoài ra, chúng tôi còn có đào tạo nghề và các cái trung tâm ngoại ngữ, ví dụ như là các cái chuyên đề thực tiễn như là giải mã 5 cấp độ kinh doanh online thành công, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, bí quyết thành công cho nhà môi giới, bí quyết kiếm 8 tỷ trong 8 năm, hoặc là lớp đặc biệt là Training for Trainer, có nghĩa là bạn phải đào tạo được nhân viên của bạn để bạn truyền lửa, bạn chia sẻ kinh nghiệm để những cái người leader của từng cái phòng ban, từng cái nhóm triển khai xuống từng nhân viên để lĩnh hội được các cái tư tưởng của chúng ta muốn truyền đạt cho các nhân viên để chúng ta thổi lửa vào cho các bạn kinh doanh thành công. Ngoài ra, chúng tôi có những lớp ví dụ như là phong thủy ứng dụng trong đời sống và kinh doanh. Chúng tôi có khóa quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý tòa nhà, an toàn lao động, vệ sinh lao động, marketing online 4.0, đào tạo xe năng và các loại xe cơ giới. Ngoài ra, chúng tôi còn có các hệ thống, các cái trung tâm ngoại ngữ và tin học. Thì đây là một số điểm qua về một số cái dịch vụ của Viện Đào tạo Bách Khoa. Khi có nhu cầu, bạn có thể sẵn sàng liên lạc với số hotline của chúng tôi, đó là số 0968 716968 và 0908 200899. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực, Viện Đào tạo Bách Khoa đã thực hiện ước mơ trăn trở của mình là xây dựng cộng đồng CEO, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, tiến đến kiến tạo một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Là đơn vị đồng hành cùng nhu cầu phát triển của nhiều đối tác trong nhiều năm qua của các hội doanh nghiệp trên toàn quốc, Viện Đào tạo Bách Khoa đã cung cấp hàng trăm ngàn khóa học thuộc các lĩnh vực như quản trị, các chương trình khởi nghiệp quốc gia, kinh doanh, nghiệp vụ ngân hàng, tin học, ngoại ngữ, văn hóa doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng mềm, coaching cho CEO, tư vấn và triển khai chiến lược quản trị doanh nghiệp cho nhiều doanh nghiệp khác nhau với phương châm kiên định, tạo giá trị, trao kết quả. Viện Đào tạo Bách Khoa không ngừng xây dựng và triển khai những khóa học chất lượng theo sát nhu cầu của xu thế quốc tế hóa, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản lý cho cấp lãnh đạo cũng như hoàn thiện kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên thông qua việc bám sát tình hình thực tế của doanh nghiệp. Viện Đào tạo Bách Khoa với phương châm tạo giá trị, trao kết quả, chúng tôi đã đào tạo với nhiều chương trình thực chiến và hỗ trợ cho các doanh nghiệp như tạo ra diễn đàn để các CEO trao đổi sản phẩm dịch vụ, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, chọn lọc các bài học kinh nghiệm về quản trị trong nước và quốc tế, từ đó từng bước xây dựng các phương pháp quản trị mang sắc thái Việt Nam.
đề xuất những giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo cho doanh nghiệp, tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp để góp phần tạo dựng đội ngũ những nhà quản trị đáp ứng được đòi hỏi của nền quản trị mới. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Viện Đào tạo Bách Khoa là nhóm các thành viên thuộc Tập đoàn Bách Khoa Group hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo. Hơn 28 năm hình thành và phát triển, Viện Đào tạo Bách Khoa đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và coaching với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và cùng lan tỏa giá trị sống dựa trên triết lý 3 gốc rễ, đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Các khóa nổi bật của Viện Đào tạo Bách Khoa được hơn 16.000 doanh nghiệp tín nhiệm trong thời gian qua.